Rồi, hello các em, chị xin chào các em. Và chúng mình hôm nay đã đến buổi học thứ hai rồi. Vậy thì chúng mình đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với chị chưa nào? Rồi, nếu mà các em vào rồi thì các em gửi lời chào đến chị nhá. Rồi, chị chào Kim Vệ, chị chào Ly, chị chào Dương, chị chào Cúc, chị chào Trang. Không biết là với cái bài tập số 1 vừa rồi chị em mình cùng nhau làm ấy, thì không biết là trong tất cả các bạn lớp mình có bạn nào không làm không nhỉ? Chị nhận xét trước khi vào bài học ngày hôm nay thì chị nhận xét một chút xíu về bài tập buổi 1 mà chị em cùng nhau chia sẻ với nhau. Đấy là bài tập tự tình của tác giả Hồ Xuân Hương. Chị xin phép tắt nhạc nhá, bởi vì giọng chị hơi nhỏ, chị sợ là có nhạc vào thì sẽ bị át mất tiếng chị nói ấy, nên chị sẽ tắt nhạc. Trước khi vào bài học ngày hôm nay thì chị xin nhận xét với các bạn một chút xíu về bài tập tuần vừa qua mà chúng mình đã cùng nhau làm. Thứ nhất ấy, thì chị cảm thấy là về cái mặt tích cực thì các bạn tham gia rất là tốt và chị nhận được rất là nhiều bài tập và có rất là nhiều bài tập tốt. Và thậm chí là các em rất là đầu tư công sức. Chị thấy có bạn take note rất là đẹp này, rồi có những bạn làm cả PowerPoint này, có những bạn thì sử dụng Canva này, rồi có những bạn sử dụng rất là nhiều ứng dụng để take note, chị thấy là vô cùng đẹp. Và nhưng mà bên cạnh đấy ý, thì có một số bài chị đã xem và nếu như mà có một cái lỗi nào đấy thì chị đã trực tiếp góp ý trên bình luận cho các bạn đấy rồi. Nhưng mà vì chúng mình có quá nhiều thời gian làm bài và cũng có quá nhiều bạn nộp, thế nên là có những bạn mà chị chưa nhận xét được thì các em cũng đã được những cái lời góp ý của các bạn trong lớp rồi. Thế nên là chị hy vọng là qua cái bài tập 1 đấy thì các em sẽ học hỏi được rất là nhiều điều từ các bạn trong lớp này, đặc biệt là từ các bạn trong lớp nhá. Bản thân chị ấn tượng nhất với một bạn, nói chung là bài đấy bạn đấy chữ không đẹp nhưng mà bạn đấy chị thấy là có ý tưởng. Tức là bạn đấy là Dương Lê thì phải. Bạn ấy viết tóm tắt lại bằng một cái sơ đồ tư duy của bài tự tình, nhưng bạn ấy xuất hiện trong bài của bạn đấy, chị thấy xuất hiện có hình ảnh của trăng, có hình ảnh của rêu và có hình của đá. Thế là chị cảm thấy là bạn ấy rất là có ý tưởng. Và có những bạn khác thì chị thấy là rất là đầu tư, còn vẽ cả nhân vật chữ tình vào đấy cơ, còn vẽ cả nhân vật Hồ Xuân Hương vào trong đấy. Nói chung là các bạn đầu tư rất tốt. Và kết quả thu được là gì thì chắc chắn là các em là người hiểu rõ nhất. Và sau khi chúng mình học xong và các em thực hiện bài tập như thế thì thứ nhất này, các em sẽ hiểu bài hơn này. Và cái thứ hai, tự nhiên chúng mình có một bộ tài liệu rất là xịn do chính chúng mình soạn. Và sau này chỉ cần các em giàu lại một cái thôi là các bạn đã thâu tóm được cái vấn đề đấy rồi. Và chúng mình có thể nhìn thôi một cái là thấy nội dung bài học này như thế nào và nghệ thuật của bài này ra sao, chúng mình có thể thâu tóm được hết, được chưa nào? Đấy là những gì mà chị nhận xét về bài tập tuần bài 1 chúng mình học về bài tự tình. Vậy thì đến ngày hôm nay, và cũng như chị đã nhắc nhở các bạn vào buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chúng mình sẽ học bài gì nhỉ? Chúng mình sẽ học bài câu cá mùa thu. Chị cũng có dặn các bạn là phải đọc kỹ bài đấy, bởi vì hôm nay chị sẽ hỏi rất là nhiều. Bây giờ chúng mình có bắt đầu học luôn không? Hay là đợi thêm một lúc nữa để các bạn vào nhiều hơn rồi chúng mình học nhỉ? Thôi bây giờ chúng mình cứ chơi trước đi nhá. Rồi các bạn sẽ vào sau, các bạn học sau. Còn bây giờ chị em mình chơi trước được chưa nào? Với quan điểm của chị ấy, thì cái việc học nó sẽ không quá nặng nề với các bạn, thì chúng mình cũng có thể vừa học vừa chơi. Tuy nhiên thì cũng có một điều, đó chính là với bản thân chị thì việc học, việc chơi thì cũng sẽ giúp ích các bạn trong cái quá trình học tập. Chứ không hẳn là chơi chỉ là chơi không, mà chơi sẽ còn cả tích hợp cái phần kiến thức của các bạn vào đấy. Vậy thì các bạn chuẩn bị tinh thần chơi nha, chị em mình chuẩn bị chơi. Có cần một chút nhạc để cho nó có không khí không nào? Em chị sẽ tìm một cái bài nhạc ở đấy thích hợp để chúng mình chơi nhá. Đợi chị một chút xíu, chị tìm nhạc. Các bạn thích nghe bài gì nào? Chuẩn bị tinh thần để chiến đấu nhá. Rồi, chị em mình bắt đầu chơi nhá. Nhưng mà nghe nhạc này buồn quá nhở. Thôi, rồi bỏ đi, chị thấy nhạc buồn quá, không thích hợp. Rồi, bây giờ chúng mình chơi luôn nhá. Trò chơi của chị như sau.
À đây, đây là trò chơi này chắc các bạn quen biết rồi. Chị để cao cao thêm một tí nữa để chúng mình cùng chơi nhá. Trò chơi này của chúng mình chắc là trò chơi các bạn chơi rất là nhiều trên lớp rồi. Và trò chơi này mang tên là trò chơi ô chữ. Bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau đi giải hàng ngang. Sau khi chúng mình giải hàng ngang xong thì tìm ra từ khóa ở phần cột dọc, xem rằng là từ khóa ở đây là gì. Bắt đầu chơi nhá. Các em chuẩn bị nhanh tay nhanh mắt và sẽ comment câu trả lời cho chị nhá. Rồi, chị em mình sẽ đến với câu đầu tiên. Và trong câu đầu tiên này của chị sẽ có 11 chữ cái. Và câu hỏi của chị như sau: nhan đề của thu điếu có nghĩa là gì? À, câu này rất là dễ luôn. Nhan đề của thu điếu có nghĩa là gì nhở? Rồi các em ơi, nhan đề thu điếu là có nghĩa là gì? Các bạn comment nhanh cho chị nhá, xem có đúng không nào. Chị đếm đến 5 nhá, xem các bạn có giải được câu này không nhá. 1. Chưa kịp đếm, chị đã thấy được câu trả lời đầu tiên của bạn Phương Nguyễn. Đó chính là câu cá mùa thu, Hiền Vi câu cá mùa thu, chính xác, Minh Anh chính xác. Và kết quả của chị ở đây cũng chính là câu cá mùa thu. Rồi, tiếp theo câu số 2 sẽ khó hơn này các em ơi, chuẩn bị tập trung nhá. Rồi, chị có câu số 2 như sau: nhà thơ Nguyễn Khuyến sinh ra ở đâu? Sinh ra ở đâu? Và ở trong câu số 2 này chị có 7 chữ cái. Các bạn đã đọc bài chưa? Quê quán của Nguyễn Khuyến là ở đâu? Quê của Nguyễn Khuyến ở đâu nào? Có 7 chữ cái, các bạn chú ý cho chị nhá, 7 chữ cái. Chính xác. Nam Định, chính xác, chính xác. Nam Định. Bạn Phương rất là nhanh luôn. Chính xác. Nam Định. Nam Định là quê ngoại hay quê nội nhỉ? Cái này tiếp theo chị sẽ nói nhá. Và kết quả đúng của chúng mình ở đây, của chị ô chữ này là Nam Định. Rồi tiếp theo này, tiếp theo này. Nhưng mà chị lưu ý một chút nhá, các bạn đừng có dở sách vở thì các bạn nhớ được, còn các bạn dở sách vở chị không tính đâu. Rồi, chính xác. Nam Định là kết quả chính xác rồi. Chị em mình sẽ đến luôn với câu số 3 nhá. Câu số 3 chú ý lắng nghe này. Hoàn cảnh xuất thân của Nguyễn Khuyến. Hoàn cảnh xuất thân của Nguyễn Khuyến. Chị nhắc lại câu hỏi số 3 này. Hoàn cảnh xuất thân của Nguyễn Khuyến. Rồi, hoàn cảnh xuất thân của Nguyễn Khuyến là gì nhỉ? Nguyễn Khuyến xuất thân trong trong một gia đình. Câu này của chị có 18 chữ cái cơ. Rồi. Em ơi, chúng mình chuyển sang câu số 3 nhá. Mình tạm dừng ở câu số 2 lại này. Chị vẫn đang nhận được rất là nhiều cái comment của các bạn trả lời câu số 2. Và bây giờ chị em mình sẽ chuyển đến sang câu thứ 3. Hoàn cảnh xuất thân của Nguyễn Khuyến trong một gia đình. Và gia đình này có 18 chữ cái. Nhà nho nghèo, các em đếm thử xem có phải có 18 chữ cái không? Chị đã thấy một kết quả chính xác này. Đó là gia đình nhà nho nghèo. Và câu này chính xác là gia đình nhà nho nghèo các em ạ. Ở đây chị viết xem có đủ 18 chữ cái không nhá. Chính xác rồi. Chúng mình phải ghi đầy đủ là gia đình nhà nho nghèo thì mới đủ 18 chữ cái các em ạ. Nếu như các bạn chỉ ghi là nhà nho nghèo thôi thì ở đây sẽ không đủ 18 chữ cái. Thế nên ở đây chúng mình cần có thêm cụm từ là gia đình. Chính xác các em ơi. Huệ ơi, Phương ơi, chính xác rồi. Đấy chính là gia đình nhà nho nghèo. Ok chưa nào? Rồi, rất là tốt luôn. Tiếp này, câu số 4. Câu số 4 có 14 chữ cái. Câu này chỉ có 14 chữ cái để xem câu hỏi là gì nhá. Nguyễn Khuyến còn được gọi là gì? Chúng mình biết đến Nguyễn Khuyến với một danh xưng gì nhỉ? Với bà chúa, với Hồ Xuân Hương thì chúng mình biết đến với danh xưng là bà chúa Thơ Nôm. Vậy hôm nay chúng mình học Nguyễn Khuyến thì chúng mình còn ngoài Nguyễn Khuyến thì chúng mình còn biết đến chính xác Linh Trang, Tam Nguyên Yên Đổ, chính xác luôn. Các em siêu giỏi, suy nghĩ trong vòng 2 giây. Rồi, Tam Nguyên Yên Đổ. Chính xác, chị sẽ ghi câu trả lời vào đây nhá. Để rồi xem mình sẽ giải được cái cột từ mà từ khóa trong bài này sẽ là gì. Ok chưa nào? Chính xác là Tam Nguyên Yên Đổ các em ạ. Rồi, chị sẽ có câu số 5 và câu này có tận 15 chữ cái. Và xem câu số 5 như sau. Đây là một trong những đặc điểm của con người Nguyễn Khuyến. Câu này nói về con người này. Một trong những đặc điểm tiêu biểu của Nguyễn Khuyến, của con người Nguyễn Khuyến là gì? Và có 15 chữ cái. 15 chữ cái các em ạ. Rồi, chúng mình đến với câu hỏi số 5. Đây là đặc điểm tiêu biểu của con người Nguyễn Khuyến và có 15 chữ cái. Các em thử xem. Đếm đủ nhá.
xem có đúng không nào. Đây là một đặc điểm của nói về con người Nguyễn Khuyến và có 15 chữ cái. Các bạn thử tìm xem. Ồ, chính xác Phương Minh. Câu trả lời rất chính xác, đó chính là cốt cách thanh cao. Và Phương Minh là bạn đưa ra câu trả lời đầu tiên mà chị nhận được chính xác. Ở đây là cốt cách thanh cao. Ở đây chị có biết thiếu từ nào không nhở? À, cốt cách thanh cao. Thôi chị sẽ bỏ đi một ô này, chắc là chị kể thừa đấy. Ở đây là cốt cách thanh cao. Chính xác rồi các em ạ. Rồi, chị em mình đến với câu số 6 nhá. Đến với câu số 6 thì các bạn đã đoán được cái ô hàng dọc này chưa? À, câu số 6 của chị như sau. Các em chú ý lắng nghe này. Nguyễn Khuyến là người có tấm lòng chấm chấm chấm. Nguyễn Khuyến là người có tấm lòng. À ừ, chính xác. Ở đây chị thiếu chữ N các em ạ. À, chị xin lỗi nhá. Chị biết vội thiếu chữ N. Rồi, câu số 6. Câu số 6 này. À, câu số 6 của chị là Nguyễn Khuyến là người có tấm lòng như thế nào nhở? Yêu nước thương dân, chính xác. Yêu nước thương dân thì mới đủ 16 chữ. Chị vừa thấy có các những bạn comment là chỉ có yêu nước thôi. Nếu mà yêu nước thôi thì sẽ không đủ 16 chữ cái. Mà đây mình phải có một cái cụm từ là yêu nước thương dân. Các bạn đọc bài rất là kỹ đấy. Rồi, chị tiếp có câu số 7 này. Các bạn chú ý chơi tiếp nhá. Câu số 7 của chị như sau. Đây là thái độ của Nguyễn Khuyến với chính quyền thực dân Pháp. Nguyễn Khuyến tỏ thái độ như thế nào với chính quyền thực dân Pháp nhỉ? Khi mà Nguyễn Khuyến sống vào cuối thế kỷ 19 và lúc này cũng là lúc Pháp sang xâm lược nước ta. Và lúc này thì Nguyễn Khuyến tỏ thái độ như thế nào với thực dân Pháp? À, và câu này có 11 chữ cái. À, kiên quyết. Kiên quyết làm sao? Kiên quyết như thế nào? À, rồi, kiên quyết như thế nào các em nhỉ? Đúng, chính xác. Câu trả lời chị nhận được câu trả lời đầu tiên chính xác. Thứ hai chính xác đó là không hợp tác. Các bạn đã tìm được ra chữ hàng, tìm ra từ khóa của hàng dọc chưa nào? Chính xác, đây là Nguyễn Khuyến có thái độ quyết cương quyết không hợp tác với thực dân Pháp. Rồi, chị có câu số 8 như sau. Các bạn chú ý này. Câu số 8 của chị. Đây là từ chỉ màu trời trong cả bài, trong cả 3 bài nói về mùa thu của Nguyễn Khuyến. À, câu số 8 này các em chú ý này. Câu số 8 có 8 chữ cái và câu hỏi như sau. Đây là từ chỉ màu trời trong cả 3 bài thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến. À, các em còn có nhớ Thu Vịnh không? Còn em còn nhớ Thu Ẩm không? Và chúng mình có nhớ Thu Điếu hay không? Chính xác, chính xác. Chị đã tìm thấy kết quả chính xác của một bạn đầu tiên. Đấy là bạn Nguyễn Huy Trường. Đấy là màu xanh ngắt. Được chưa nào? Xanh ngắt nhưng không phải xanh biếc nhá. Xanh ngắt. Đây, chị có từ xanh ngắt. Các em còn có nhớ những câu thơ đó không? Ra trời ai nhuộm mà xanh ngắt, đúng không nào? Rồi, tiếp này chị có câu số 9. Chuẩn bị sắp hết rồi nhá. Chuẩn bị sắp hết mà không đoán được từ hàng dọc là hơi bị phí đấy. Các bạn đã tìm được từ hàng dọc chưa? Nào các bạn, chị sẽ để gần lại một chút xíu để các bạn nhìn này. Rồi, từ hàng dọc đây. Các bạn nhìn thấy không nào? Đấy nhá, chị sẽ bôi xanh cái phần hàng dọc này xem các bạn đã tìm ra được từ khóa của ngày hôm nay chưa? À, các bạn đã tìm ra từ khóa chưa nào? Rồi, ở đây chúng mình sẽ trả lời câu hỏi số 9 này. Chị có câu hỏi số 9 như sau. Thu Điếu được viết theo thể thơ nào? À, Thu Điếu được viết theo thể thơ nào nhỉ các em nhỉ? Thể thơ rất là quen thuộc đối với chúng mình. Thể thơ nào? Các em ơi, Thu Điếu được viết theo thể thơ nào? Và đây là một thể thơ mà chúng mình rất hay gặp trong văn học trung đại. À, chính xác. Thất ngôn bát cú là câu trả lời chính xác.
Rồi, thất ngôn bát cú, chính xác em ơi, Hồ Phương Ngọc ơi, Phương ơi, đúng rồi, đây là chính là thất ngôn bát cú. Và còn hai câu hỏi nữa thôi mà chưa tìm được ra từ hàng dọc là hơi bị buồn đấy. Rồi, câu số 10 của chị như sau. Đây là từ ngữ miêu tả hình ảnh chiếc thuyền trong bài Thu Điếu. Từ ngữ miêu tả chiếc thuyền trong bài Thu Điếu là từ ngữ nào nhở? À, các em đã đọc bài chưa? À, các em đã đọc bài chưa nhở? Nếu như các em đọc bài rồi thì sẽ trả lời được câu số 10 này. Đây là những cái từ mà miêu tả hình ảnh chiếc thuyền trong bài Thu Điếu và có 8 chữ cái. Ô, chính xác Thúy Hương ơi, đấy là bé tẻo teo Kim Ngọc, chính xác rồi. Đấy là từ bé tẻo teo, một tính từ đúng không nào? Bé tẻo teo. Rồi, các em đã tìm ra từ hàng dọc chưa? Chị đố các em tìm được từ hàng dọc đấy. Nào, ở đây chị biết thêm một vài chữ nữa. Đấy là chữ A, chữ C, chữ B đúng không? Được chưa nào? Chính xác, chính xác. Bây giờ còn một từ, một câu hỏi cuối cùng để tìm ra từ khóa ngày hôm nay này. Nếu như mà không tìm được nữa là hơi bị chán luôn đấy. Rồi, câu hỏi số 11 như sau. Đây là tư thế suy tư của nhân vật trữ tình trong bài thơ và ở đây có 14 chữ cái. Tư thế của nhân vật trữ tình trong bài Thu Điếu. Tư thế như thế nào nhở? À, Nguyễn Minh Cường tìm ra từ khóa của ngày hôm nay là M N A T H U K A C B đúng không? Từ khóa ngày hôm nay như thế là chính xác nhỉ các em nhở? Rồi, trả lời cho chị câu số 11 nào. Các bạn còn có đã đọc bài chưa? Tựa gối buông cần là câu trả lời chính xác em ơi. Đây là tựa gối buông cần. Lâu chẳng được đúng không? À, cuối cùng chị em mình đã đi trả lời đúng chính xác 11 câu hỏi trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Thế mà các em đã có thể nhưng mà tuy nhiên các bạn đã tìm ra là từ khóa ngày hôm nay chưa? À, và ngày hôm nay trong ô hàng dọc này của chị không có từ khóa. Trong ô hàng dọc này không có từ khóa. Tại sao chị lại nói như vậy? Bởi vì ở mỗi một cái trò chơi ô chữ này thì thường là chúng mình sẽ tìm ra một cái ô là nói về từ khóa. Tuy nhiên là chị không thích chơi từ khóa. Bởi vì tại sao? Bởi vì tất cả những câu trả lời mà các em vừa nói, đấy là câu cá mùa thu, đấy là Nam Định, rồi gia đình nhà nho nghèo, rồi Tam Nguyên Yên Đổ, rồi cốt cách thanh cao, yêu nước thương dân, không hợp tác với chính quyền Pháp, rồi xanh ngắt hay là thể thơ, tất cả mọi thứ này, đây đều là từ khóa. Đây là tất cả những ô hàng ngang này đều là từ khóa khi chúng mình và chị em mình nhắc đến bài Thu Điếu. Và các em phải nhớ cho chị điều này được chưa nào? À, chào em, chào chị con tim, em chào chị chào em cú lừa đúng không? Cú lừa này là cú lừa giúp các em có thể nhớ được các từ khóa này và các em trả lời được tất cả những câu hỏi, và những câu hỏi đấy là câu hỏi mang tính chất mấu chốt, và ở trong phần cuộc đời và sự nghiệp sáng tác thì các bạn phải phải thế nào, phải nhớ cho chị những từ khóa này được chưa nào? Chị không biết tắt cái gì cả và ở đây chỉ là một cái ô trò chơi và chị mang đến cho các bạn để giải trí một chút thôi. Nhưng tuy nhiên những câu hỏi chị đặt ra vừa rồi đấy là những từ khóa và cũng như là những cái câu hỏi then chốt mà các bạn cần nhớ trong phần cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khuyến cũng như là bài thu điếu được chưa nào? Ok, vậy là trò chơi chơi một xíu xíu thế thôi để kiểm tra các em xem rằng là các bạn có đã đọc bài hay chưa. Rồi, vậy bây giờ chúng mình bắt đầu học nhá, bắt đầu học luôn thôi, chẳng chơi này mất nhiều thời gian quá. Rồi, cũng như tất cả các bài khác thì chúng mình sẽ đều đi tìm hiểu tác giả và tác phẩm của mỗi một bài. Vậy thì với câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến thì sẽ có những đặc điểm như thế nào? Và với Nguyễn Khuyến thì chúng mình sẽ tìm hiểu ra làm sao? Trước tiên rồi, chắc chắn rồi, mình về phần cuộc đời thì chị sẽ ở đây sẽ có tên. Tên thì không phải bàn cãi đúng không? Là Nguyễn Khuyến này. Các bạn chú ý trong sách giáo khoa, phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa thì ở đây chúng mình sẽ biết ngay là Nguyễn Khuyến sinh năm 1835 và mất năm 1909. Được chưa nào? Và ở đây, dương xanh cá dương cái
danh xưng của Nguyễn Khuyến mà được người đời phong tặng đấy là Tam Nguyên Yên Đổ. Các bạn nhớ cho chị điều này nhá. Rồi. Tiếp theo này, sau đấy thì các bạn đến phần quê hương. Nhớ cho chị, sau khi mà mình đi tìm hiểu tên này xong mình sẽ tìm hiểu quê hương. Quê của Nguyễn Khuyến thì chị có hai điểm chú ý với các bạn. Thứ nhất đó là quê nội của Nguyễn Khuyến. Quê nội của Nguyễn Khuyến là ở đâu các em nhở? Quê nội của Nguyễn Khuyến đó chính là ông sinh ra ở quê ngoại, đấy là xã Hoàng Xá, huyện Ý Ý Yên, tỉnh Nam Định. À, ở đây quê ngoại, ông sinh ra ở quê ngoại đó là tỉnh Nam Định, và đấy là một trong những câu hỏi mà chị vừa hỏi các bạn trong bài đấy. Nhưng quê nội thì đấy, cái quê nội này các bạn chú ý cho chị, quê nội mới là nơi Nguyễn Khuyến lớn lên và sinh sống ở đó. À, quê nội của Nguyễn Khuyến là ở đâu các em nhở? À, ở làng Và, xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Và đây chị chỉ xin phép ghi tên tỉnh thôi, và các bạn chú ý là ở trong phần sách giáo khoa ở phần tiểu dẫn đã nói rất rõ về làng, về xã, được chưa nào? Thì các bạn chú ý cho chị. Và ở đây chị nhấn mạnh với các bạn, ở phần quê ngoại này, ở tỉnh Hà Nam này, đây là một vùng đồng bằng chiêm trũng tiêu biểu cho đồng bằng Bắc Bộ. Và đã nói là tiêu biểu cho đồng bằng Bắc Bộ thì ở đây quê hương Hà Nam của nhà thơ Nguyễn Khuyến tiêu biểu cho vùng đồng bằng Bắc Bộ rất là nhiều ao trũng, rất là nhiều ao hồ chiêm trũng. Và đây là một cái đặc điểm rất là tiêu biểu của làng quê Việt Nam. À, và cái sự tiêu biểu của làng quê Việt Nam này đã được đi vào thơ Nguyễn Khuyến như thế nào thì các bạn sẽ chuẩn bị học trong trong phần tới, được chưa nào? Tiếp theo này. À, tiếp theo đến quê quán rồi thì bây giờ chúng mình sẽ đi nhỏ hơn một chút xíu, đấy là về gia đình. Về gia đình của Nguyễn Khuyến thì Nguyễn Khuyến sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo. Là một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống khoa bảng. Nhà nho nghèo. À, có truyền thống khoa bảng. Chị viết tắt từ truyền thống nhé. Có truyền thống khoa bảng. Và Nguyễn Khuyến vốn rất là thông minh. Từ bé đã được đồn là vốn là một cậu bé rất là thông minh và lanh lợi. À, các bạn còn có nhiều cái con đường ra làm quan của tất cả các bậc nam nhi đại trượng phu trong thời trung đại không nào? Bây giờ chị sẽ viết một cái sơ đồ nhé. Đây là tờ giấy nháp của chị, các bạn chú ý này. Nói về con đường ra làm quan của Nguyễn Khuyến thì có rất là nhiều câu chuyện chị muốn chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên là trong thời gian của buổi học ngày hôm nay thì chị sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu như sau. Bây giờ chúng mình cùng chị hình dung lại cái con đường quan lộ của bất kể một bậc đấng nam nhi trong trong cái thời trung đại xưa, và cái con đường quan lộ này xem rằng có ứng với nhà thơ Tú Xương trong bài Thương Vợ hay không nhá. Rồi mình lại cũng tiếp tục so sánh đến với Tản Đàn, với Phan Bội Châu, xem con đường quan lộ này có đúng với các nhà thơ trung đại hay không. À, với các nhà thơ trung đại nói riêng, và các bậc nam nhi, với các bậc nam nhi trong trong cái thời trung đại, cái con đường quan lộ của họ như sau. Con đường quan lộ. À, sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống khoa bảng, đúng không nào? Thì chắc chắn rồi, Nguyễn Khuyến sẽ sinh ra, lớn lên và sẽ đi học. Như bao người khác, sẽ đi học và sau đó đi thi. Và đi thi ở đây thì phải trải qua 3 kỳ thi. Đấy là thi thi gì các em còn nhớ không? À, tại sao mà Nguyễn Khuyến lại được danh xưng là Tam Nguyên Yên Đổ? Thì chắc chắn rồi, thì phải liên quan đến những cái cuộc kỳ thi như thế này. À, đầu tiên thì Nguyễn Khuyến thi sẽ là ông sẽ đỗ đầu kỳ thi hương vào năm 1864, tức là ông phải thi qua thì kỳ thi hương này. À, đây là cái kỳ thi đầu tiên mà bất kể một ai khi bước chân vào con đường quan lộ cũng sẽ phải bước qua. Đúng rồi, thi hương, nhưng con đường quan lộ của Nguyễn Khuyến nó lại không bằng phẳng, nó lại có một chút gập ghềnh. Đấy là sao? Tức là sau khi mà ông đỗ đầu kỳ thi hương thì mấy kỳ sau lại bị trượt liên tiếp. À, bị trượt liên tiếp mấy năm liền, cho đến năm 1971 thì ông lại đỗ đầu cả hai hội thi, đó là thi hội và thi đình.
À, vậy là khi thi Hương, thi đỗ đầu kỳ thi Hương xong thì bị mất mấy năm thi trượt, sau đấy thì Nguyễn Khuyến đã đỗ đầu cả thi hội và thi đình. À, chính vì đỗ đầu cả ba cuộc thi này, thế nên Nguyễn Khuyến mới có danh xưng là Tam Nguyên Yên Đỗ. Được chưa nào? Vì đỗ đầu cả ba kỳ thi. À, 1871 đúng không nào? Ờ, chị xin lỗi nhá. Đến năm 1871 thì ông đỗ đầu cả. Chị xin lỗi. Đến đấy à, từ năm sau khi mà thi trượt kỳ thi Hương thì đến năm 1871 thì Nguyễn Khuyến đây này, ở hai kỳ này nãy chị có nói nhầm một thông tin, năm 1871 chứ không phải 91 như chị nói nhá, là 81. Rồi, và sau khi thi đỗ đầu ba kỳ thi này thì đã được danh xưng là Tam Nguyên Yên Đỗ. À, sau khi thi xong, thi đỗ rồi thì ở đây đi ra làm quan. Nguyễn Khuyến làm đến những cái chức quan rất là to trong triều đình. À, đấy là quan ở Nội các Huế, rồi đốc học Thanh Hóa, rồi án sát Nghệ An, rồi biên lý hộ bộ, rồi bố trấn Quảng Ngãi. Tức là Nguyễn Khuyến làm đến mức quan rất là to trong triều đình rồi. Tuy nhiên, cái khoảng thời gian làm quan này chỉ hơn 10 năm mà thôi. Chỉ kéo dài hơn 10 năm. Và sau đấy, cuộc đời phần còn lại của Nguyễn Khuyến là sẽ về quê, sống một cuộc đời thanh bạch và dạy học. Giống như bao nhà nho khác, từ quan về quê và sống một cuộc đời thanh bạch bằng nghề dạy học. À, và đến đây thì chị cũng muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện, đó là Nguyễn Khuyến vốn rất là thông minh, rồi sau khi mà làm quan to trong triều đình nhưng mà chỉ kéo dài hơn 10 năm này thôi và sau đấy về quê, thì có những cái giai thoại kể về Nguyễn Khuyến như thế này. Tức là ông rất là thông minh và tiếng tiếng đồn thì đồn rất là xa ở trong làng, tức là mọi người ai 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 đều biết đến. Thì trong làng có một tên quan, là một tên quan rất là tham nhưng lại tỏ vẻ mình là một viên quan rất là thanh liêm và rất là có chữ tín chữ nghĩa. Thế nhưng thế là vào một hôm thì ông quan tham này, ông mới đến nhà của cụ Nguyễn và xin câu đối. À, nhưng mà Nguyễn Khuyến lại biết thừa rằng là cái tên tham quan này là một cái tên vừa tham quan rồi ăn hối lộ này, rồi rất là ki bo kiệt sỉ. Chính vì thế cụ Nguyễn của chúng ta có nói một câu là ra giá luôn, tức là anh đến đây muốn xin câu đố phải không? Và với tôi thì 10 quan một chữ, anh cứ thế mà anh muốn viết mấy chữ thì ra giá. À, thế là tên tham quan này nghĩ bụng, tận 10 quan một chữ thì đắt quá, mà bây giờ câu đối mà chỉ xin có một chữ thì lại không không ra làm sao cả. À, thế bây giờ phải xin bao nhiêu chữ? Thế là bấm bụng, hắn bảo là hắn xin 2 chữ. Theo cụ Nguyễn mới nói rằng là ừ, được rồi, anh xin 2 chữ đúng không? Thế thì anh cứ về đi, sáng mai mang tiền đến đây rồi lấy câu đối mang về. À, thế là sau khi mà về đến nhà thì tên quan đấy có kể lại cho vợ của mình nghe, thì người vợ mới sửng sốt lên bảo ôi sao mà ông ngu thế, sao lại có thể làm cái chuyện đấy với cụ Nguyễn, làm với ai không làm sao lại làm với cụ Nguyễn, bởi vốn Nguyễn Khuyến rất là thông minh. Nếu như bây giờ mà ông bảo rằng là cụ Nguyễn đã ra giá 10 quan một chữ mà bây giờ ông xin có 2 chữ thì ông có phải là mang tiếng là một tên tham quan hay không? À, thế là dường như cái tên tham quan này giật mình và bấm bụng bỏ ra 40 quan tiền để đến nhà cụ Nguyễn xin chữ. À, 40 quan tiền thì tương ứng được với 4 chữ thì cụ Nguyễn đã cho cái tên quan phụ mẫu đấy à cái dòng như sau. Tức là thiên lý lương nhân. À, đây là một cái dòng chữ và hắn cảm thấy rất là tự đắc về cái dòng chữ này. À, thiên lý lương nhân thì có thể dịch được rằng là như sau. Tức là nghìn dặm người tốt. À, thế là hắn rất là ý với câu đối mà cụ Nguyễn cho, thế là về hắn sai người đi mua gỗ tốt về để khắc chạm trổ ngay cái bức hoành phi đấy. Thế nhưng vào một hôm và một anh học trò nghèo không hiểu lý do vì sao bị đánh ở công đường, xong bị đánh một trận nhừ tử xong thì anh người học trò nghèo này mới quay lại và cười 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 khỉnh một cái rằng là chẳng trách nào bị cụ Nguyễn chửi cho là phải. À, tại sao lại là chửi cho là phải?
thiên lý lương nhân tại sao lại là chửi, thì hỏi gặng hỏi mãi thì anh học trò này mới có lý giải như sau. Tức là khi mà xin câu đối bằng chữ Hán thì trong chữ Hán thì các em biết rồi đấy, tức là cái sự sắp xếp bộ thủ khác nhau thì cũng sẽ tạo ra những cái ý nghĩa khác nhau, mặc dù khi mà mình phát âm nó vẫn là cái âm đấy, tuy nhiên là với sự sắp xếp bộ thủ các chữ nghĩa khác nhau thì cũng tạo thành ý nghĩa khác nhau. Vậy thì ở đây từ thiên ý lương nhân mà cụ Nguyễn cho cái tên tham quan này, thực ra đó là từ trọng thực. Bởi vì sao? Bởi vì cụ Nguyễn viết chữ thiên đặt trước chữ lý thì tức là thành chữ trọng, còn chữ nhân đặt trước chữ lương thì thành chữ thực. Và ở đây tạm dịch trọng thực ở đây tức là tham ăn. Một lời chửi rất là sâu sắc, thâu cay. Đúng là một cái tên tham quan, đúng là một cái tên không có kiến thức. Chính vì thế mà khi nhìn vào tưởng rằng rất là tự đắc với cái câu đối, cái bức hoành phi của mình. Nhưng thực ra phải nhìn sâu xa vào từng con chữ thì chúng ta thấy ngay được cái sự thâm thúy, được cái sự cao minh của cụ Nguyễn, đúng không nào? Đấy là một cái câu chuyện và một cái giai thoại về cụ Nguyễn. Tuy nhiên là trong cái thời gian buổi học thì chị không có quá nhiều thời gian để trao đổi với các bạn về những câu chuyện ngoài lề khá là thú vị như thế. Thế nên là chúng mình sẽ quay trở lại bài học ngay bây giờ nhá. Rồi, vậy thì đấy là nói về gia đình cũng như là con người của Nguyễn Khuyến. Và ở đây thì khi nói về Nguyễn Khuyến thì chúng mình còn cần phải lưu ý cho chị những điểm như sau. Và sau khi ở đây ông ra làm quan này, các bạn chú ý cho chị cái sơ đồ con đường quan lộ này nhá. Sau khi ra làm quan hơn 10 năm thì sau đấy Nguyễn Khuyến về quê dạy học, thì các bạn chú ý ghi chép cái phần này vào trong cái phần vở ghi của mình, được chưa nào? Thì ở đây chị sẽ ghi tóm tắt lại làm quan này và sau đó thì về quê dạy học thế này thôi. Thì các bạn chú ý cho chị, được chưa nào? Rồi, đấy là về phần cuộc đời của Nguyễn Khuyến. Bây giờ chúng mình sẽ sang sự nghiệp sáng tác, xem rằng là với Nguyễn Khuyến thì sự nghiệp sáng tác như thế nào nhá. Thì với sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khuyến thì các em chú ý cho chị những điểm sau. Thứ nhất là sáng tác của Nguyễn Khuyến cũng như Hồ Xuân Hương bao gồm cả chữ Nôm và chữ Hán. Bao gồm cả chữ Nôm và chữ Hán, nhưng cái thể loại mà Nguyễn Khuyến sáng tác rất là đa dạng. Nó có cả văn này, có cả câu đối này, rồi có cả những bài thơ nữa. Nhưng khi mà nhắc đến Nguyễn Khuyến chắc chắn rồi thì các bạn chú ý cho chị, sự nghiệp sáng tác tiêu biểu đấy là thơ, và đặc biệt là thơ chữ Nôm. Thì Xuân Diệu có từng nhận xét về Nguyễn Khuyến như sau: Nguyễn Khuyến nổi tiếng nhất trong văn học Việt Nam là về thơ Nôm, mà trong thơ Nôm của Nguyễn Khuyến nức danh nhất là ba bài thơ Mùa Thu, Thu Điếu, Thu Ẩm và Thu Vị. Thì với sự nghiệp sáng tác thì các bạn chỉ cần chú ý cho chị như sau: sáng tác bao gồm cả hai mảng chữ Nôm và chữ Hán, bao gồm rất là nhiều thể loại, tuy nhiên thì quan trọng nhất đó là thơ, và đặc biệt là thơ chữ Nôm, tiêu biểu là chùm thơ về mùa thu, ba bài thơ Mùa Thu. Được chưa nào? Các bạn nhớ cho chị những cái nét rất là tiêu biểu như thế thôi. Tiếp theo về số lượng, về số lượng này thì các bạn lại nhìn ngay trong sách giáo khoa thì chúng mình sẽ thấy những sáng tác của Nguyễn Khuyến còn trên 800 bài. 800 bài này thì kể tất cả các thể loại, bao gồm cả thơ, bao gồm cả văn, bao gồm cả câu đối, được chưa nào? Rồi, và đây là đến phần quan trọng nhất. Với sự nghiệp sáng tác của mỗi tác giả thì các bạn cần chú ý cho chị là phong cách sáng tác. Phong cách sáng tác của Nguyễn Khuyến thì các bạn chú ý cho chị những điểm sau. Đây này, các bạn chú ý trong sách giáo khoa này. Đó, các bạn chú ý và ghi chép vào vở nhá. Thứ nhất là Nguyễn Khuyến là nhà thơ của tình yêu quê hương đất nước và gia đình bạn bè. Trong thơ Nguyễn Khuyến nhá, thơ phong cách sáng tác, đây là về thơ, thì thơ của Nguyễn Khuyến sẽ phản ánh điều gì? Đó là tình yêu quê hương đất nước. Tình yêu quê hương đất nước. Đó là gia đình và bạn bè, được chưa nào? Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai thể hiện cái nội dung trong thơ Nguyễn Khuyến, đó chính là phản ánh cuộc sống của những con người khổ cực, thuần hậu, chất phát. Tức là phản ánh cuộc sống của những con người, phản ánh cuộc sống con người, nhưng ở đây là con người nghèo khổ, chất phát. Chất phát, được chưa nào? Chất phát. Rồi, ý thứ ba trong thơ của Nguyễn Khuyến sẽ là
châm biếm đả kích. Nói là cái tiếng nói châm biếm đả kích. Các bạn có kịp kịp ghi chép không các em? Châm biếm đả kích. Và châm biếm đả kích ai? Chắc chắn rồi, đây là cái tầng lớp thống trị và thực dân, tầng lớp thống trị. Được chưa nào? Rồi, các em ơi đã xong chưa? Với phong cách sáng tác thì các bạn cũng chú ý cho chị ba cộng đầu dòng. À là một nhà thơ, nó thể hiện tình yêu quê hương đất nước, gia đình, bạn bè. À trong thơ của Nguyễn Khuyến còn phản ánh cuộc sống của những con người nghèo khổ, lam lũ, vất vả. Và thơ của Nguyễn Khuyến cũng là tiếng nói châm biếm đả kích tầng lớp thống trị. Được chưa nào? Các bạn chú ý cho chị ba cái gạch đầu dòng đấy, được chưa nào? Rồi, vậy thì chắc chắn rồi, đến đây sẽ có một mục khi mà chúng mình học bất kể một tác giả nào thì chắc chắn rồi chị sẽ lưu ý cho các bạn về mặt từ khóa. Khi mà chúng mình nhắc đến tác giả và tác phẩm đấy thì các bạn cần nhớ chị những từ khóa sau. Rồi, các bạn cần nhớ chị những điểm sau này về mặt cuộc đời. Các bạn nhớ cho chị đó chính là quê nội Hà Nam, tức là cái nơi mà Nguyễn Khuyến lớn lên. À, đây là một cái làng quê, đây là một cái làng quê tiêu biểu của làng đồng bằng Bắc Bộ. À, có rất là nhiều ao hồ và chiêm trũng, và điều này được thể hiện rõ trong thơ của Nguyễn Khuyến. Các bạn chú ý cho chị cái phần quê hương của Nguyễn Khuyến được chưa nào? Rồi, các bạn chú ý cho chị tiếp nữa à? À, đấy, các bạn chú ý cho danh xưng Tam Nguyên Yên Đổ, câu chuyện tại sao được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ, đỗ đầu ba kỳ thi Hương Hội Đình, được chưa nào? Tiếp này, nhớ cho chị về mặt sự nghiệp sáng tác thì tập trung là thơ. À, và chủ yếu là thơ nôm. Và tiêu biểu nhất là chùm ba bài thơ mùa thu. Ok chưa nào? Đấy là những từ khóa mà các em cần nhớ này. Và chắc chắn rồi, nhớ cho chị toàn bộ phong cách sáng tác ở đây chủ yếu tập trung thể hiện qua thơ ca. Ở đây có ba gạch đầu dòng thì các bạn chú ý và nhớ cho chị bài ý này thì các bạn gạch vào cho chị. À, thì các em nhớ luôn, bởi vì phong cách sáng tác thì các bạn cần nhớ. Được chưa nào? Đó là những phần mà các em cần nhớ cho chị, được chưa nào? Các em ơi, các em có kịp ghi chép không? Hay các em có nhìn rõ không? Chị đang thấy nó hơi mờ mờ một chút. Các em ơi, các em có kịp ghi chép không? Rồi, đây là về phần thông tin tác giả mà các bạn cần phải nắm bắt về Nguyễn Khuyến cho chị về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác, được chưa nào? Xong nhá, các bạn nhớ chưa nào? Hiểu chưa nào? Hiểu vấn đề, hiểu chỗ này chưa nào? Hiểu về Nguyễn Khuyến chưa? Rồi, cái phần từ khóa này thì các em tự nốt lại nhá. Rồi, và bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần tác phẩm. À, về thông tin tác phẩm thì các bạn cần chú ý cho chị những điểm sau. Chắc chắn rồi, các bạn đã đọc bài trong phần tiểu dẫn thì các bạn cần chú ý những điểm như thế này cho chị về phần tác phẩm này. À, xuất xứ, ui dễ ơi là dễ. Lưu ý cho chị về mặt xuất xứ. À, xuất xứ của bài Thu Điếu là nằm trong chùm ba bài thơ mùa thu. Ba bài thơ mùa thu. Khi mà đọc đến câu này thì chị luôn tự hỏi là sao cái sức lực và cũng như là cái ngòi bút của Nguyễn Khuyến lại dồi dào đến như thế. Cùng viết về mùa thu, có tận 3 bài cùng viết đề tài mùa thu, nhưng ở mỗi một bài chúng mình lại thấy cái phong cảnh làng quê Việt Nam, đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam hiện lên một cách rất là khác nhau và không hề có một cái sự trùng lặp ở đây. À, thì ở đây chị cảm thấy rất là không phục Nguyễn Khuyến ở cái điều này. À, rồi, đấy là về xuất xứ này. Rồi sau đấy thì các bạn chú ý cho chị một điều nữa là Thu Điếu là bài hôm nay chúng mình học đấy, được đánh giá là một trong ba bài thì Thu Điếu được đánh giá là những cái bài thơ tiêu biểu nhất, là bài tiêu biểu nhất nói về mùa thu. À, đây là một cái nhận xét của Xuân Diệu. Xuân Diệu nhận xét như sau: Thu Điếu là điển hình hơn cả cho mùa thu làng quê Việt Nam. À, đó là cái câu nhận xét xác thực của Xuân Diệu về bài Thu Điếu, là bài thơ tiêu biểu nhất nói về mùa thu của làng quê Việt Nam, được chưa nào? Và đây các bạn lưu ý cho chị phần thể thơ nữa. Rồi, thể thơ chỗ này chắc chắn nhớ rồi. Đấy là gì nhở? À, chúng mình vừa trả lời với nhau trong phần câu hỏi. Đó chính là thất ngôn bát cú đường luật, được chưa nào?
Được chưa các em ơi? À, có một bạn hỏi chị làm có một bạn hỏi cho chị về khóa học. À thì nhân đây thì bạn Vân có hỏi chị là về khóa học văn VIP 2K4. Văn VIP khai giảng khóa 2K4 thì văn VIP 2K4 đã khai giảng rất là lâu rồi và học văn chị Hiên sẽ chuẩn bị mở khai giảng văn VIP 2 cho các anh chị 2K4. Tuy nhiên là trong lớp mình thì chúng mình sẽ có một chị cũng sẽ và học văn chị Hiên sẽ có mở một cái lớp đấy chính là văn VIP dành cho các em, đấy là dành cho các bạn 2K5. Thì ở đây lớp VIP dành cho 2K5 thì có lẽ là cái phần này thì chúng mình sẽ cùng nhau chị với các bạn. À em hỏi 2K5 đúng không? Thì văn VIP 2K5 thì chúng mình sẽ lớp học này sẽ chúng mình sẽ khai giảng vào tháng 9 em ạ. Khai giảng vào tháng 9 và có một cái đặc trưng của khóa VIP ý, thì cũng như anh chị 2K4 thôi thì khóa VIP của 2K5 thì chúng mình cũng sẽ học cả năm em ạ. Chúng mình cũng sẽ học cả năm. Và lộ trình thì cũng rất là rõ ràng đi theo từng mục. Có cả văn học trung đại, có văn học hiện đại rồi, có thơ mới, có văn xuôi thì cái này lộ trình này sẽ bám sát sách giáo khoa các em ạ. Đồng thời thì chắc chắn rồi, ở trong văn VIP thì chúng mình cũng sẽ xây dựng một cái phương pháp để các bạn có thể làm bài cộng với việc là các em sẽ phải thực chiến. Và trong khóa học thương nhớ ngày xưa của mình thì chúng mình cũng sẽ có những phần này. Tuy nhiên trong khóa học thương nhớ ngày xưa thì chỉ em mình chỉ đi cùng với nhau những tác phẩm trung đại thôi. Còn trong văn VIP thì chúng mình sẽ cùng nhau bám sát chương trình sách của giáo khoa và chúng mình sẽ học tất cả các em ạ. Giá học của văn VIP 2K4 thì hiện tại là 1 triệu 400 nghìn. Tuy nhiên thì trong trong khóa học thương nhớ một trong khóa học của chúng mình ngày hôm nay và chắc chắn rồi các bạn nào chị sẽ có 10 suất cho các bạn đăng ký đầu tiên sẽ được miễn trong 10 suất cho các bạn đầu tiên có 10 bạn sẽ được giảm 200k cho khóa học. Vậy thì khóa học chỉ còn có 1 triệu 200 thôi các em ạ. Đấy là giá Vân nhá. Trong khóa học văn VIP thì sẽ có đầy đủ cả cả văn học lãng mạn, cả văn học hiện thực, cả trung đại, cả hiện đại và có tất cả mọi thứ. Còn trong thương nhớ ngày xưa thì như chị nói thì đúng với tên của khóa học thì chúng mình chỉ có học những tác phẩm văn học trung đại trọng tâm cùng nhau nhìn về quá khứ, thương về một thời đã qua mà thôi. À vậy thì nếu như các bạn nào khóa thương thương nhớ ngày xưa của chị em chúng mình sẽ học trong vòng 10 buổi thì tức là chúng mình chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những tác phẩm văn học trung đại trọng tâm và bây giờ chị em chúng mình đã được đi qua với nhau 2 buổi rồi được không nào? À thêm nữa thì với khóa văn VIP thì các bạn sẽ được làm bài tập và chắc chắn sẽ có các anh chị trợ giảng sẽ chấm bài cho các bạn và chị sẽ là người trực tiếp chữa bài cho các bạn thì nó hơn cái khóa khóa miễn phí của chúng mình là chị thì không chị không thể nào mà có thể ghe hết được tất cả các bạn từng bạn một. Tuy nhiên khi các bạn đăng ký khóa văn VIP thì sẽ được ưu ái đó chính là từng bạn sẽ được tận tay các anh chị trợ giảng sẽ hướng dẫn các bạn từng chút một như thế. Chắc chắn là sẽ được các anh chị trợ giảng chữa bài và chị chữa bài rồi các em ạ. Đấy là với khóa văn VIP. Còn đối với khóa thương nhớ ngày xưa thì với số lượng chúng mình học rất là nhiều như thế này và thì chị sẽ một phần nào đấy quan tâm và ke được các em thôi. Còn những bạn còn lại thì cũng sẽ không không được chị ke hết bởi vì khá là nhiều. Thế nên thì đấy đấy là cái ưu điểm mà khóa văn VIP mà các 2K5 dành cho các bạn 2K5. Tuy nhiên là thôi, chị chỉ nói qua thì thôi để các bạn hiểu. Nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể inbox trực tiếp cho chị thì chị sẽ nói kỹ hơn. Còn bây giờ chúng mình quay lại nhé, quay lại học, chị không nói nữa. Vân ơi, nếu mà em có nhu cầu thì em nhắn tin trực tiếp cho chị hoặc là em inbox về cho bếp nhé. Còn bây giờ chị phải quay lại để chúng mình sẽ tiếp tục bài học ngày hôm nay được chưa nào? À Thu ơi thì chị chắc chắn rồi, bởi vì cái mục đích mà khi mà chị để ra group này thì chắc chắn là hỗ trợ các em trong cái việc học. Thế nên cái việc đăng bài và những cũng như tài liệu thì chắc chắn rồi, chị vẫn sẽ đăng cho các bạn những cái tài liệu cần thiết. Tuy nhiên là các bạn thấy là trong cái khóa văn VIP này thì chị sẽ đăng một cách đầy đủ nhất và sẽ khoa học nhất cho các bạn từng phần một và ở trong cái khóa học miễn phí của chúng mình thì chị vẫn sẽ có đăng để cho các bạn những cái phần mà các bạn quan tâm nhất và những cái thứ mà các em cảm giác như là các em thích thú ở vấn đề nào thì có thể là comment ở những cái bài viết mà chị chia sẻ để chúng mình sẽ cùng nhau nhá. Còn tuy nhiên thì ở trong khóa văn VIP của chúng mình sẽ có đầy đủ tất cả mọi thứ
mà tài liệu mà chị sẽ đăng lên. Thôi, nói thế thôi, bây giờ quay lại học nhá. Quay lại về phần tác phẩm này, các bạn chú ý cho chị ở phần thể thơ, đấy là thất ngôn bát cú đường luật. Vậy thì với thất ngôn bát cú đường luật này thì chúng mình còn phân tích như thế nào? Thất ngôn bát cú đường luật có còn phân tích là đề thực luận kết giống trong bài tự tình của Hồ Xuân Hương hay không? Thì bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần quan trọng nhất của bài ngày hôm nay, đó là phân tích nội dung tác phẩm, được không nào các em? Trước tiên với thơ rồi thì chị sẽ nói chắc chắn rồi, chị em mình sẽ cùng nhau đi xác định bố cục của bài này. Rồi, với bố cục của bài này thì các bạn phân chia như thế nào nhở? Các em phân chia bố cục bài này như thế nào? Rồi, các em đã nhìn rõ chưa? Chị thấy hơi lag một chút nên chị đang chỉnh lại máy. Đợi chị một chút xíu. Các em ơi, các em đã nhìn thấy rõ hơn chưa? Rồi, các em chú ý này. Về bài này, về bài câu cá mùa thu sẽ là 4 phần đúng không nào? Câu cá mùa thu. Chị đã nhận được một số câu trả lời là 4 phần này. 4 phần. Đấy là chúng mình phân tích theo đề thực luận kết đúng không nào? Chính xác. Chị lại thấy một vài ý kiến khác cho rằng là 2 phần. Nếu như bạn như Thùy này, như Huyền nói rằng là 2 phần, vậy thì với 2 phần này các em phân chia như thế nào trong 8 câu thơ này? Thì các em sẽ phân chia như thế nào trong 8 câu thơ này nhỉ? 2 phần đúng không? Ở đây thì có 2 luồng ý kiến đưa ra, bố cục là có thể là 4 phần, có thể là 2 phần. Vậy thì bố cục 4 phần như tất cả các bài chúng mình phân tích với nhau đều đi theo đề thực luận và kết. Vậy thì với 2 phần thì chúng mình sẽ phân tích như thế nào? Ở đây thì chúng mình sẽ chia theo truyền thống, đấy là 2, 2, 2 và 2, được chưa nào? Còn với 2 phần thì chị em mình sẽ đi chia như thế nào? Đúng rồi, chính xác, ở đây chị nhận thấy được rất là nhiều câu trả lời, đó là 6, 2. Đấy là 6 câu đầu và 2 câu cuối. Vậy thì với bài này, chị em mình sẽ lựa chọn phương án nào để phân tích là hợp lý nhất? Với bài này thì chị sẽ phân tích khác một chút xíu với bài tự tình. Thì chị sẽ lựa chọn phương án số 2. Đấy là bài này chị sẽ đi phân tích bố cục thành 2 phần. Đấy là 6 câu đầu và 2 câu cuối. Ở đây, 6 câu đầu thì sẽ thể hiện bức tranh phong cảnh. Bức tranh phong cảnh. Được chưa nào? Rồi, 2 câu cuối thì ở đây là bộc lộ tình cảm của nhân vật trữ tình. Thì ở đây chị sẽ gọi một cái tên rất là thơ, đấy chính là tình thu. Tức là thông qua cái bức tranh mùa thu thì nhân vật trữ tình bộc lộ những cảm xúc trực tiếp của mình. Thì ở đây 2 câu cuối chị sẽ gọi là tình thu, được chưa nào? Vậy thì bây giờ chị em chúng mình sẽ cùng nhau đi phân tích theo bố cục 2 phần như thế này nhá. Rồi, các bạn chú ý này, chị em mình sẽ cùng nhau đi phân tích 6 câu đầu tiên. Với 6 câu đầu tiên này thì trong bài này chị muốn chú ý cho các bạn, đấy là về điểm nhìn của nhân vật trữ tình. Nhiều bạn sẽ thắc mắc với chị là chị ơi, điểm nhìn là như thế nào? Tức là nhân vật trữ tình sẽ đặt điểm nhìn của mình để quan sát bức tranh mùa thu này như thế nào. Vậy thì các bạn đọc này. Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo, tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Vậy thì các bạn thử hình dung cho chị xem là điểm nhìn của nhân vật trữ tình của chúng ta ở đây như thế nào? Nhân vật trữ tình phóng tầm nhìn của mình như thế nào thì các bạn lại chú ý vào đây cho chị. Đây, các bạn chú ý vào tờ giấy nháp này cho chị nhé. Không biết các bạn có nhìn thấy hết không? Thì chị sẽ gặp lại như thế này. Nào, các bạn chú ý vào tờ giấy nháp cho chị nhé. Trước tiên, các bạn chú ý cho chị ở đây. Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo đúng không? Rồi, đến đây. Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Ở đây cái điện thoại của chị nó sẽ không bao quát được hết cái tờ giấy này. Để chị... Các em ơi, chị xin lỗi một chút nhé, chị vừa bấm vào cái nút khóa máy. Các em ơi, các em có xem lại được chưa? Rồi,
À, các em nhìn nhá, chị sẽ cái vì cái tầm đặt máy của chị thấp quá, nó sẽ không không bao quát được hết cái bức tranh này. Tuy nhiên thì chúng mình sẽ tưởng tượng mình là nhân vật chưa tình. Sau khi mình đọc bài xong và tất cả mỗi một bài thì các bạn thường hãy đặt mình vào là nhân vật chưa tình và thử khám phá bài đấy xem như thế nào nhá. Rồi, ở đây chị viết tuy không đẹp nhưng mà chị vẫn sẽ viết nhân vật chưa tình. Đây, đây là nhân vật chưa tình của chị. Đây là nhân vật trữ tình của chị. Và đây là đôi mắt của nhân vật trữ tình sẽ có điểm nhìn như thế nào. Đầu tiên nhân vật của trữ tình của chị có điểm nhìn. Đầu tiên sẽ nhìn ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí. Ở đây như thế nào nhỉ? Điểm nhìn đầu tiên là rất là gần. Đầu tiên rất là gần nhá. Các em nhìn này, khoảng cách từ nhân vật trữ tình đến những cái câu thơ đầu tiên trong bài thì điểm nhìn rất là gần. Được chưa nào? Sau đấy thì làm sao? Điểm nhìn sẽ được di chuyển. Bắt đầu đưa lên cao thêm một tí thì sẽ nhìn thấy lá vàng trước gió, khẽ đưa vào, khẽ đưa vèo. Điểm nhìn đã bắt đầu được đưa lên tầm trung. Điểm nhìn đã được thay đổi đi từ thấp đến cao. Đến đây điểm nhìn đã cao hơn một chút rồi. Là tiếp nữa này, tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, điểm nhìn lại tiếp tục. Các bạn thử hình dung tưởng tượng mình là nhân vật trữ tình, nhìn vào mặt hồ trong ao, nhìn thấy chiếc thuyền, ngước lên là lá cây, là lá cây trước gió khẽ đưa vèo, và ngước lên thêm một tí nữa, tức là cái khoảng nhìn của các em dần dần sẽ được cao lên và các em ngước lên cao thêm một chút nữa, dường như các em ngửa hẳn cổ lên trời ấy, thì lại nhìn tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt. Ở đây điểm nhìn đã lên rất là cao, được chưa nào? Sau khi nhân vật trữ tình nhìn từ điểm nhìn rất là gần, phóng tầm mắt lên cao dần như thế này, thì dựa ở đây tầm nhìn lại được thu về gần và thấp hơn. Tại sao chị lại nói thế? Sau khi nhìn thấy bầu trời xanh ngắt này thì nhân vật trữ tình lại nhìn nhìn về ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Lại nhìn về cái ngõ trúc. Thế ở đây điểm nhìn đã đưa về gần và rất là và thấp. Và sau đấy điểm nhìn đấy lại được thu về tiếp. Tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đứt động dưới chân mèo. Thì ở đây lại nhìn về chính bản thân mình, lại đi về chính cái nhân vật trữ tình này. Rất là gần. Gần. Thế là ở đây sau một cái bức tranh phong cảnh làng quê được đi theo một cái hình vòng tròn như thế này, các bạn có tưởng tượng ra không? Đi từ nhân vật trữ tình, phóng tầm nhìn nhìn sang cái ao, phóng tiếp tầm nhìn lên tầm cao cao một chút thì nhìn thấy lá cây, ngửa hẳn cổ lên thì cái điểm nhìn rất là cao và xa thì sẽ nhìn thấy tầng mây trời xanh ngắt, và khi mà cao xa như thế rồi lại thu về gần và thấp, được chưa nào? Lại thu về ngay bên cạnh mình. Đấy là cái nhân vật trữ tình tựa gối buông cần lâu chẳng được. Các bạn đã hình dung được điểm nhìn thay đổi trong cái bức tranh mùa thu này chưa? Rồi, thì ở đây với phần điểm nhìn này thì các bạn chú ý cho chị là điểm nhìn đi từ gần đến cao, rồi lại từ cao về gần. Thì ở đây chúng mình thấy có sự thay đổi điểm nhìn. Có sự thay đổi điểm nhìn này thì có tác dụng như thế nào? Thì các bạn thấy đặt mình vào nhân vật trữ tình, mới đầu trong văn học trung đại nói chung ấy, thì các bạn thấy là thường thì sẽ tức cảnh sinh tình, thì nhân vật trữ tình sẽ phóng tầm nhìn ra xa bao quát, rất là từ gần đúng không, nhìn ra xa bao quát, thấm thía cảnh vật, sau đấy thì lại quay trở lại với cái điểm nhìn soi chiếu vào trong tâm hồn mình, soi chiếu vào trong chính bản thân mình, tức là để ở đây thay đổi tầm nhìn để phù hợp với cái tâm trạng, và cái thay đổi tầm nhìn này cũng rất là phù hợp với cái quang cảnh cũng như là phong cảnh, quang cảnh phong cảnh của đồng bằng Bắc Bộ. Để chưa nào? Rồi đấy là về phần điểm nhìn các em nhé. Phần điểm nhìn các bạn chú ý cho chị như thế, thay đổi linh hoạt, để chưa nào? Rồi bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu phân tích vào những câu đầu tiên, thì các bạn chú ý cho chị những điểm sau. Trước khi học bài này thì chị có nhận được một câu hỏi của một bạn trong lớp mình. Bạn ấy hỏi chị là: chị ơi, mùa thu trong thơ của Nguyễn Khuyến
có gì khác so với các nhà thơ khác? Thì chị chưa trả lời bạn đấy vội, chị mới bảo bạn đấy là trong buổi học ngày hôm nay thì chị sẽ giải đáp cho em cũng như là cho tất cả các bạn trong lớp. Thì không biết là hôm nay trong buổi học này của chị thì người bạn đấy có tham gia hay không. Nếu mà tham gia thì sau đây chị sẽ giải đáp nhá. Mình sẽ giải đáp từng từng chút một. Như là em đã biết ý, thì khi mà nói về mùa thu, khi nói về bức tranh phong cảnh mùa thu, đây này, 6 câu đầu là chị em mình sẽ đi tìm hiểu về bức tranh phong cảnh mùa thu, đúng không nào? Nói về đề tài mùa thu thì trong thơ ca trung đại rất là nhiều, và kể cả trong hiện đại, và trong thơ ca hiện đại cũng sẽ có. Bức tranh trong cái phong cảnh mùa thu của các tác giả trước thì có thể chúng mình có thể nhắc đến thơ Nguyễn Trãi có xuất hiện mùa thu hay không? Có. Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm có xuất hiện mùa thu hay không? Có. Trong thơ Nguyễn Du có xuất hiện mùa thu hay không? Có. Nhưng mùa thu của các đại thi hào trước thế kỷ 19 có những cái đặc điểm gì? Và mùa thu của nhà thơ Nguyễn Khuyến vào cuối thế kỷ 19 thì có đặc điểm gì? Thì bây giờ chị thử đọc cái bài thơ này cho các bạn xem nhé. Trong một cái bài thơ của Nguyễn Trãi, đấy có bài tên đấy, có bài thơ đấy có tựa đề là Đêm thu cùng ngâm với Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thủy. Và bài thơ đấy như thế này: Hồng điệp đôi đình trúc ửng môn, mãn giai minh nguyệt quá hoàng hôn. Và câu này là câu thơ bằng chữ Hán thì được sẽ được dịch như sau: lá đỏ trồng ở sân, trúc ôm lấy cửa, đầy thềm trăng sáng, quả đầy thềm trăng sáng, đầy thềm trăng sáng, quá trăng vạng rồi. Đấy là những cái câu thơ trong bài thơ của Nguyễn Trãi nói về mùa thu. Vậy thì hình ảnh mùa thu trong thơ của Nguyễn Trãi ở đây xuất hiện một tín hiệu, các bạn chú ý, đấy là tín hiệu hồng điệp. Hồng điệp ở đây được dịch đấy là lá đỏ, và ở đây lá đỏ là lá của cây phong, và cây phong là một cái loại cây rất là tiêu biểu của Trung Quốc. Và cứ mỗi độ thu về thì cây phong khi mà đến giữa và cuối mùa thu thì lá cây phong sẽ đổ sang màu đỏ tía. Đấy là trong thơ của Nguyễn Trãi. Và cũng với một bài thơ của Nguyễn Trãi khác nhưng được làm bằng chữ nôm, đấy là trong thơ của Nguyễn Trãi cũng như sau: lác đác ngô đồng mấy lá bay, tín thu hiu hắt lọt hơi mây. Cũng nói về mùa thu, và đây lại xuất hiện một tín hiệu, đấy chính là lá ngô đồng lác đác bay. Vậy thì ở đây chúng mình thấy là nếu như trước thế kỷ 19 nói về mùa thu thì thường như là các tác giả trung đại thường lấy các tín hiệu này là tín hiệu rất là quen thuộc và đã được coi là những cái phần ước lệ tượng trưng. Và mỗi khi nhắc đến lá đỏ, nhắc đến hồng điệp, nhắc đến lá ngô đồng thì đều là những cái tín hiệu báo hiệu cho chúng mình là mùa thu đang tới. Ngoài lá ngô đồng, ngoài lá đỏ ra thì những cái phạm trù thuộc phạm vi ước lệ tượng trưng khi nói đến mùa thu thì trong thơ còn xuất hiện những hình ảnh là rừng phong, là tuyết đưa hơi lạnh, là chảy đập vải. Đấy là những hình ảnh ước lệ tượng trưng được đưa vào thơ ca trung đại khi nói về mùa thu. Nhưng đối với Nguyễn Khuyến thì sao? Hình ảnh mùa thu trong Nguyễn Khuyến như thế nào? Có phải là lá ngô đồng rơi? Có phải là lá phong đã đỏ hết chưa? Hay là nghe xa xa tiếng chảy đập vải? Hay là tuyết rơi hơi lạnh? Trong thơ của Nguyễn Khuyến chúng mình không hề thấy xuất hiện những hình ảnh mang tín hiệu ước lệ tượng trưng như thế. Mà trong thơ của Nguyễn Khuyến, hình ảnh mùa thu được xuất hiện với ao thu. Đấy là hình ảnh ao thu. Đấy là hình ảnh một chiếc thuyền câu. Ao thu ở đây như thế nào? Đặc điểm ở đây xuất hiện hình ảnh trong bức tranh phong cảnh mùa thu của Nguyễn Khuyến với những hình ảnh đậm chất của đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, không hề có một tín hiệu gì ước lệ cho mùa thu giống như trong thơ ca ở những thế kỷ trước cả, mà ở đây xuất hiện hình ảnh ao thu. Hình ảnh ao thu như thế nào? Đặc tính của nước ao này, lạnh lẽo. Xuất hiện hình ảnh ao thu và đặc tính ở đây lạnh lẽo. Tại sao lại lạnh lẽo? Thì các bạn lại chú ý là khi mà chúng mình chuyển sang mùa thu thì thời tiết của đồng bằng Bắc Bộ đã có ngả sang hơi lạnh rồi. Chính vì thế nước ở dưới ao sẽ lạnh. Không giống như mùa hè. Nếu như mùa hè các bạn chạm tay vào nước thì các bạn sẽ cảm giác rất là mát mẻ, nhưng mà nếu là mùa thu thì sẽ là một cảm giác rất là lạnh. Và ở đây đặc tính của nước lạnh lẽo này, rồi là trong veo.
Ôi tại sao lại là trong veo? Thì các bạn lại nếu như bạn nào ở gần quê của bạn nào ấy mà gần sông hoặc gần ao hồ thì sẽ nhận thấy ngay cái đặc tính này. Tức là ở đồng bằng Bắc Bộ của chúng mình thì có rất là nhiều ao hồ này, rồi có rất là nhiều sông, mà mình sẽ so sánh nếu như vào mùa hè thì nước sông ấy thì sẽ rất là đỏ. Tại sao lại đỏ đỏ hoặc là rất là kiểu đục ấy, là bởi vì mưa nhiều này sẽ mang rất là nhiều phù sa, nước sẽ rất là đỏ. Còn đến mùa thu khi mà không còn mưa lũ nữa thì dường như là nước sông với nước ao hồ sẽ lắng đọng lại và rất là trong veo, có dường như có thể soi được cả dưới đáy cơ, có thể soi được mọi vật ở dưới đáy, chúng mình có thể nhìn rất là rõ. À vậy thì ở đây chúng mình có thể thấy ạ, Nguyễn Khuyến có thể là đã miêu tả rất là chi tiết những cái bức tranh mùa thu gắn với cái đặc điểm của làng quê đồng bằng Bắc Bộ, đó là ao. À, ao này là ao thu lạnh lẽo, nước trong veo. Đó, các bạn nhớ chị phần đấy nhá. Rồi, ở đây xuất hiện thêm hình ảnh một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Tại sao lại xuất hiện chiếc thuyền mà không phải là một cái vật dụng nào khác? Tại sao là chiếc thuyền? Bởi vì đi với ao thu thì lại nhìn về đặc điểm của đồng bằng Bắc Bộ thì chúng mình lại thấy rằng là nếu như ngày xưa ấy, khi mà chúng mình chưa san lấp tất cả các ao hồ ấy và xây nhà cao như bây giờ, thì ở đồng bằng Bắc Bộ cái làng quê của chúng mình rất là nhiều ao, và mỗi cái độ mùa nước lũ, mùa nước lũ về thì nước sẽ dâng ngập hết cả lên, và thuyền ấy chính là cái phương tiện đi lại. Vậy thì ở đây một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, xuất hiện chiếc thuyền cũng là một cái đặc điểm để thể hiện cái phong cảnh, cái bức tranh mùa thu của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Đấy là hình ảnh chiếc thuyền, các bạn chú ý cho chị nhé, hình ảnh đây là chiếc thuyền câu. Chúng ta lại thấy cái sự tinh tế của Nguyễn Khuyến khi lựa chọn các hình ảnh, được chưa nào? Ở đây xuất hiện chiếc thuyền, và chiếc thuyền này chỉ rất là bé thôi, gợi chúng ta cái sự bình dị của làng quê, gợi cái sự bình dị của làng quê Việt Nam, được chưa nào? Rồi, ở trong hai câu này thì các bạn chú ý cho chị nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây là nghệ thuật gì? Ở đây cả hai câu này xuất hiện với những hình ảnh rất là đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ, thì cái tài của Nguyễn Khuyến đấy chính là biện pháp nghệ thuật. Ở đây Nguyễn Khuyến sử dụng biện pháp thứ nhất là gieo vần. Nguyễn Khuyến gieo vần gì? Đấy là gieo vần eo trong veo này, trong veo, rồi bé tẻo teo, gieo vần eo, và đây là một vần được đánh giá là vần khó, rất là khó để gieo mà Nguyễn Khuyến có thể gieo được, chứng tỏ là cái nghệ thuật, cái tài dùng từ của Nguyễn Khuyến rất là tinh tế, được chưa nào? Ngoài ra thì Nguyễn Khuyến còn sử dụng rất là nhiều từ láy. Các từ láy thì chúng mình có thể đề cập ngay, đấy là sao? Là lạnh lẽo. Chị khoanh vào đây nhá. Lạnh lẽo này. Rồi, tẻo teo. Đây là hai từ láy mà tác giả dùng, đấy chính là lạnh lẽo và tẻo teo. Các bạn ghi ra đây nhá. Rồi, vậy thì qua hai câu thơ đầu tiên thì chúng ta thấy được bức tranh đã hình dung được một phần nào đấy, bức tranh phong cảnh làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Rồi, với hai câu thơ đầu tiên thì chúng mình đã thấy được một phần của bức tranh đã hé lộ. Với những cái đặc điểm rất là gắn liền với làng quê của chúng ta, không đâu xa, không có tín hiệu của Ước Lệ Tượng Trưng, không vay mượn tín hiệu của Trung Quốc, không có vay mượn bất kể một tín hiệu nào hết. Nó gắn liền với đời sống của làng quê Bắc Bộ, đấy là ao, đấy là chiếc thuyền câu. Được chưa nào? Và bức tranh phong cảnh mùa thu của làng quê Bắc Bộ sẽ tiếp tục được hiện ra ở những câu thơ tiếp theo. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Với hai câu thơ tiếp như thế này thì ở đây tác giả sử dụng những hình ảnh như thế nào? Cũng là những cái hình ảnh rất là thân thuộc. Mình phải khẳng định trước tiên là đó là những cái hình ảnh rất là thân thuộc, rất là quen thuộc với cái đồng bằng, với làng quê Bắc Bộ của chúng ta. Đấy là với cái ao thu này thì sóng biếc, xuất hiện hình ảnh sóng biếc. Sóng biếc ở đây như thế nào? Khi mà các bạn đọc cái từ sóng biếc này thì gợi cho các bạn cái gì? Trước tiên là gợi cho các em về hình ảnh, được chưa nào? Gợi cho em, các em một cái hình ảnh sóng biếc. Không những gợi cho em hình ảnh mà các em còn có thể hình dung và tưởng tượng ra được cả màu sắc, cả hình ảnh và màu sắc.
À, bởi vì có xuất hiện của tính từ biếc đúng chưa nào? Sóng biếc gợi một cái làn sóng rất là xanh biếc. À, ở đây vừa gợi cho chúng ta cả hình ảnh, vừa gợi ra cho chúng ta cả màu sắc, được chưa nào? Các em ơi, các em có ghi chép kịp không nào? À, và cái màu sắc biếc này sẽ gợi cho chúng ta một cái vẻ rất là dịu mát của mùa thu, gợi chúng ta cái vẻ rất là dịu và mát mẻ. Đây là cái khoảng thiên nhiên và cái thời tiết chính xác là của mùa thu của làng quê Việt Nam là đây rồi, rất là dịu mát và mát mẻ, được chưa nào? À, rồi tiếp theo đó là hình ảnh lá vàng trước gió khẽ đưa vèo, đó là xuất hiện là sự xuất hiện của lá vàng. Và chắc chắn rồi, đây là một tín hiệu rất là đặc trưng khi mà mùa thu về. À, khi mà mùa thu về thì có lẽ là cây sẽ thay lá, lá sẽ đổ vàng. Nhưng ở đây Nguyễn Khuyến không dùng bất kể, không dùng cây phong, cũng không dùng cây ngô đồng, mà chỉ dùng là lá vàng thôi. Tức là bất kể khi mà mùa thu sang thì loại cây nào cũng sẽ thay lá, cũng sẽ đổ cái màu lá vàng xuống. Không không phải là không kể là phong, không kể là cây ngô đồng, thì dù là bất kể một cây nào đến mùa thu thì theo quy luật của tự nhiên thì cũng sẽ thay lá mà thôi. À, thì đây là một cái tín hiệu rất là đặc trưng khi mà mùa thu về, là tín hiệu đặc trưng của mùa thu, được chưa nào? À, rồi, và các bạn ở trong hai câu này thì các bạn chú ý cho chị này, chị có đăng cho các bạn cái bài mà cái động và cái tĩnh trong thơ ấy. À, thì các bạn có đã đọc bài đấy chưa? Thì các em sẽ thấy là ở trong câu này có sự chuyển động, nhưng sự chuyển động ở đây sẽ rất nhẹ nhàng. Ở trong hai câu này sẽ xuất hiện sự chuyển động, sẽ xuất hiện sự chuyển động. Chị biết động bút màu này không biết có rõ không các em? À, xuất hiện sự chuyển động, và sự chuyển động này được thể hiện qua hình ảnh nào? Đó là hình ảnh sóng biếc hơi gợn tí. À, rất là hay, chỉ đã gợn tí thôi nhưng lại chỉ hơi gợn tí. À, rồi hình ảnh chiếc lá khẽ đưa vèo. À, với một cái bức tranh, à, với bức tranh làng quê phong cảnh mùa thu tĩnh lặng như vậy, à, thì tự nhiên ở đây xuất hiện cái sự chuyển động của sóng, nhưng sự chuyển động này chỉ hơi gợn tí. Rồi sự chuyển động của lá vàng trước gió thì rất là khẽ khàng, rất là khẽ khàng thôi. Thì ở đây cái sự chuyển động hơi gợn tí này thì chúng ta cảm thấy nó rất là nhẹ, một sự chuyển động rất là nhẹ nhàng. À, một sự chuyển động rất là nhẹ nhàng. Rồi ở đây khẽ đưa vèo ở đây cho thấy là một cái sự chuyển động cũng rất là nhẹ và khẽ, rất nhẹ và khẽ. Cả hai sự chuyển động này đều có sự chuyển động nhưng rất nhẹ và khẽ, thì ở đây cho ta thấy được cái sự quan sát rất là tinh tế, sự quan sát tinh tế của Nguyễn Khuyến trước cái sự thay đổi của phong cảnh, trước cái sự thay đổi của thiên nhiên, trước cái sự thay đổi của thiên nhiên. À, tại sao lại như thế? Là bởi vì nếu như là mùa hè thì những cái làn sóng này có hơi gợn tí không? Hay là những con sóng với cái sức gió của mùa hè thì sẽ gợn rất là mạnh. À, còn ở đây với mùa hè thì lá của chúng mình ấy thì gió rất nhiều nhưng lá cũng sẽ không đưa đâu, và bởi vì lá vẫn còn xanh đúng không? Sang mùa thu thì theo đúng quy luật của tự nhiên thì cây sẽ thay lá, và gió của mùa thu thì cũng rất là nhẹ nhàng thôi, chỉ cần khẽ khàng một cái như này thì lá đã bay rồi. Thì đây các bạn chú ý cho chị, cái sự rất là khẽ và nhẹ của cái sự chuyển động này gợi cho chúng ta thấy được cái sự quan sát tinh tế của Nguyễn Khuyến trước cái sự thay đổi của vạn vật, được chưa nào? Rồi, đấy là hình ảnh bức tranh mùa thu lại được gợi lên tiếp theo ở hai câu tiếp theo. À, thì chúng mình đã dần dần hình dung được cái phong cảnh, các em đã tưởng tượng được bức tranh phong cảnh làng quê của chúng mình hiện lên từng phần một như thế nào chưa nào? Rồi, đấy là ở hai câu tiếp theo, và bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu tiếp ở hai câu nữa, xem rằng là cái bức tranh mùa thu này sẽ được tái hiện như thế nào nhá. À, ở đây chị sẽ có là ở đây chị bị thiếu một câu ạ. À, đợi chị một chút nhé. Tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt.
Ở đây chị, ở trong phần bài phân tích này của chị đang bị thiếu một câu. Thế nên chị sẽ ghi ra đây cho em nhé. Rồi, chị sẽ phân tích hai câu đấy sang phần mặt bên này, bởi vì chị trong quá trình in thì chị bị để lỗi một chút. Thì các bạn chú ý cho chị ở hai câu tiếp theo. Đấy chính là tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt, tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt. À, các bạn chú ý cho chị ở đây này. À, các bạn đã chú ý được câu này chưa nào? Các bạn đã nhìn thấy chưa nào? À, với câu này thì lại tiếp tục xuất hiện. Và ở đây, điểm nhìn của nhân vật chữ tình bắt đầu đi lên cao đúng không? Rất là cao và xa, thì ở đây bắt đầu xuất hiện hình ảnh tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt. À, bên này là ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Vậy thì với câu này gợi cho chúng mình một cái không gian như thế nào nhỉ? Trước tiên, gợi cho chúng ta một cái không gian. À, một cái không gian rất là cao. Được chưa nào? Một không gian rất là cao, tận trên trời cơ mà. Tầng mây, tận trên tầng mây. Dường như là nhân vật trữ tình phải ngửa hẳn cổ của mình lên thì mới có thể quan sát được cái tầng mây này. À, ở đây thì xuất hiện hình ảnh như thế nào? Đó chính là xuất hiện tầng mây lơ lửng. À, tầng mây ở đây, và đặc tính của tầng mây đây là cái trạng thái đây là lơ lửng. Thì ở đây gợi cho chúng ta một cảm giác rất là nhẹ nhàng. Các bạn lại tưởng tượng đến cái bầu trời mùa thu, khi mà các bạn nằm trên thảm cỏ ở ngoài bãi chẳng hạn, các bạn ngửa cổ lên, các bạn nhìn thấy cái bầu trời mùa thu với những cái tầng mây nó trôi rất là lơ lửng, nó chỉ ở khoảng trung của giữa thôi, nó không cao hẳn. À, mà nó lại đi là đoạn giữa, và chúng mình sẽ nhìn thấy từng cái tảng mây lơ lửng trôi như thế, thì chúng mình sẽ gợi một cái cảm giác rất là thanh, rất là nhẹ nhàng. Và ở đây gợi một cảm giác rất là quen thuộc của một cái không gian làng quê. Nếu như mà so sánh không gian đi từ làng quê đến thành phố thì các bạn sẽ thấy ngay điều này. Nếu như ở làng quê với những ngôi nhà cỏ thấp le te thì các bạn sẽ dễ dàng quan sát được điều này. Nhưng khi chúng mình di chuyển điểm nhìn văn học, di chuyển từ làng quê đến thành phố thì với những ngôi nhà cao tầng, thì các em sẽ rất là hiếm để có thể bắt gặp được cái hình ảnh này. Bởi vì tại sao? Khi mà em ngửa cổ lên thì các em chỉ nhìn thấy những cái tòa nhà cao chọc trời, thì chúng mình sẽ không thể nào mà cảm nhận được cái bầu trời. Nếu chăng có cảm nhận được thì nó đã mất đi cái dư vị của cái phong cảnh làng quê rồi, và chúng mình sẽ không thể nào mà có thể hình dung ra được cái làng quê với cái bầu trời trong xanh, xanh ngắt, và nó lơ lửng với những cái đám mây trôi bồng bềnh như thế. À, gợi cho chúng ta một cái cảm giác rất là quen thuộc của làng quê. Được chưa nào? Và ở đây xuất hiện trời xanh ngắt. Và trời xanh ngắt không chỉ xuất hiện trong bài Thu Điếu mà còn được xuất hiện trong bài Thu Vịnh. Với bài câu thơ như thế nào nhỉ? Với trong bài Thu Vịnh thì tác giả Nguyễn Khuyến cũng có xuất hiện hình ảnh bầu trời. Và bầu trời trong bài Thu Vịnh như thế này: trời thu xanh ngắt mấy tầng cao. Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao này. Rồi trong bài thu ẩm thì như thế nào? Trong bài Thu Ẩm thì nhà thơ Nguyễn Khuyến có viết như thế này: năm gian nhà cỏ thấp le te, ngõ tối đêm sâu bóng lập lè, lưng dậu phất phơ màu khói nhạt, làn ao lòng lánh bóng trăng loe, ra trời ai nhuộm mà xanh ngắt. Vậy thì cái bầu trời này, bầu trời được miêu tả trong chùm bài thơ của Nguyễn Khuyến đều xuất hiện với từ, đó chính là xanh ngắt. Từ xanh ngắt được thể hiện trong không những bài Thu Điếu mà trong chùm thơ của Nguyễn Khuyến nữa. Giống như đây là một cái đặc trưng, bầu trời thì xanh ngắt. Dưới này đặc trưng, đây là một cái đặc trưng của bầu trời vào mùa thu. Được chưa nào? Đây là một cái đặc trưng được trở đi trở lại trong thơ của Nguyễn Khuyến. Đó là câu thơ thì tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt, phóng điểm nhìn lên tầng cao, chúng mình quan sát bầu trời mùa thu của làng quê đồng bằng Bắc Bộ như thế nào. Đó là tầng mây lơ lửng với một màu xanh ngắt, và đây cũng chính là đặc trưng của bầu trời trong chùm thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến. Được chưa nào? Với bài Thu Ẩm và Thu Vịnh như chị vừa mới đọc. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo, ở câu tiếp theo: ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Vậy thì ở đây gợi cho chúng mình một không gian như thế nào nhỉ?
một không gian. À, ở đây một không gian có chiều sâu. À, một không gian có chiều sâu với hình ảnh ngõ trúc. Ngày xưa ấy các bạn, bây giờ thì các bạn sẽ không không hình dung ra được cái hình ảnh ngõ trúc nữa, bởi vì chúng mình không không sinh ra ở ở làng quê, hoặc là chúng mình sinh ra lúc đấy đã được hiện đại hóa rồi. Thì quay trở về với nửa cuối thế kỷ 19 thì các bạn hình ảnh cái hình ảnh ngõ hình các hình ảnh ngõ trúc này nó xuất hiện rất là nhiều, và đây nó cũng là một cái hình ảnh rất là đặc trưng. Đây cũng là một hình đặc trưng của làng quê. Là một hình ảnh rất là đặc trưng của làng quê Việt Nam, nhất là ở đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện rất là nhiều cái hình ảnh ngõ trúc này. À, ở đây lại xuất hiện ngõ trúc này thì làm sao? Quanh co khách vắng teo. Thì các bạn chú ý cho chị cụm từ khách vắng teo. À, cái hình ảnh khách vắng teo này gợi cho chúng mình cái cảm giác như thế nào nhỉ? À, một cái cảm giác đấy chính là yên ả và tĩnh lặng. Chẳng có ai cả, không có một cái tiếng động gì cả, rất là yên ả và tĩnh lặng. Ở đây với cụm từ khách vắng teo thì gợi cho chị em mình cái khoảng không gian rất là yên ả và tĩnh lặng. À, vậy thì qua 6 câu thơ đầu thì chúng mình đã hình dung ra được bức tranh phong cảnh mùa thu của làng quê đồng bằng Bắc Bộ với những hình ảnh, và chị nhấn mạnh là với những hình ảnh này là hình ảnh rất là quen thuộc, rất là gần gũi và rất là gắn liền với làng quê của chúng ta, được gọi là hồn cốt của làng quê Việt Nam. Và ở đây các bạn có thể so sánh với những cái hình ảnh mùa thu được xuất hiện trong thơ của Nguyễn Trãi hay thơ của Nguyễn Bình Khiêm thì đều là những hình ảnh mang tính chất ước lệ tượng trưng, nhưng trong thơ của Nguyễn Khuyến thì những hình ảnh đấy là hình ảnh ao thu này, là hình ảnh chiếc thuyền câu này, rồi là hình ảnh tầng mây, là hình ảnh ngõ trúc, là hình ảnh sóng biếc, là hình ảnh lá vàng rơi. À, đó là những hình ảnh rất là thân thuộc và bình dị. Và ở đây có một cái phần tổng kết ở đây, đấy chính là bức tranh, bức tranh phong cảnh mùa thu. À, hiện lên một cách rất là rõ ràng, gắn liền với những cái hình ảnh rất là giản dị, rất là giản dị. À, được coi là hồn cốt, coi là hồn cốt của làng quê Việt Nam, của làng quê Việt Nam, của làng quê Việt Nam. Được chưa nào? À, đấy là chúng mình đã cùng chị đi tìm hiểu cái bức tranh phong cảnh mùa thu được thể hiện qua những cái hình ảnh được coi là hồn cốt của làng quê như thế. Nhưng câu hỏi đây đặt ra là liệu rằng 6 câu thơ đầu chỉ là một bức tranh phong cảnh mùa thu hay không? Hay là nó còn ẩn chứa một điều gì đó mà phía bên trong đó chúng mình cần phải chú ý? Nếu như mà chỉ nói đến bức tranh phong cảnh mùa thu thôi thì có lẽ là không đủ. Bởi vì sao? Bởi vì trong thơ văn học trung đại thì có lẽ ở bài này thì các bạn lại chú ý cho chị ngay ở cái phần đầu tiên, ở cái phần yêu cầu cần đạt khi các bạn học bài câu cá mùa thu. Thì ở đây các bạn phải nắm được nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Vậy thì tả cảnh ngụ tình trong bài thơ này của Nguyễn Khuyến được thể hiện như thế nào? Có phải là được Nguyễn Khuyến trực tiếp bộc lộ cái tình thu qua hai câu thơ cuối hay không? Hay là cái tình thu này đã được gửi gắm và đã được ẩn chứa đâu đó trong 6 câu thơ đầu rồi? À, chắc chắn rồi, ở trong 6 câu thơ đầu thì chắc chắn sẽ có cái sự được gọi là gửi gắm. Cái gửi gắm những cái tâm tư tình cảm, tâm tư tình cảm của nhân vật trữ tình. Bây giờ quay trở lại nhé, quay trở lại với bức tranh phong cảnh mùa thu đó thì xem rằng là những cái dấu hiệu nào báo hiệu cho chúng ta biết là nhân vật trữ tình đang gửi gắm những cái tâm tư tình cảm ở đây. Thì các bạn chú ý cho chị những từ ngữ sau. À, với hai câu thơ đầu thì các bạn chú ý này. À, với 6 câu thơ đầu thì các bạn chú ý cho chị những từ sau nhá, để thấy được rằng là báo hiệu, xem là có báo hiệu được cái tâm tư tình cảm của nhân vật trữ tình hay không. À, các bạn chú ý cho chị từ sau này. Các bạn chú ý cho chị từ lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Các bạn chú ý, đặc biệt chú ý cho chị từ vèo. Đợi chị một chút, chị sẽ lấy cái bút dấu. Nào, các bạn chú ý cho chị từ vèo. Đây, chị sẽ khoanh tròn đây bởi vì ở đây phần này chị đánh dấu rồi. À,
Tại sao ở đây chị lại bảo các bạn nhấn mạnh cho chị từ vèo? Ở đây, từ vèo này không chỉ gợi cái sự nhẹ nhàng, cái sự khẽ, cho thấy cái sự tinh tế trong cái sự quan sát của Nguyễn Khuyến, mà ở đây từ vèo này còn gợi cho chúng ta cái sự, cái tốc độ bay của lá. Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo, còn là tốc độ, đây còn là tốc độ bay của lá. À, chỉ cần một con gió thoảng qua thôi thì chiếc lá đã đưa vèo một cái. Các bạn thử tưởng tượng là nếu như cái lá vàng ấy nó mà bay chậm ấy thì nó sẽ không bao giờ tạo ra được cái âm thanh là vèo một cái như thế. Ở đây thì ở đây cái tốc độ lá này rất là nhanh thì mới tạo ra cái âm thanh vèo như thế này, đúng không? À, tốc độ lá, tốc độ bay của lá rất là nhanh. Vậy thì tốc độ lá của tốc độ bay của lá nhanh thì gợi cho chúng ta cái cảm giác gì? Thì chắc chắn rồi, ở đây khiến cho nhân vật trữ tình tả cảnh ngụ tình, mà tả cảnh để bộc lộ cái tâm trạng, cái cảm xúc của mình, thì có lẽ ở đây cũng thể hiện cái sự thay đổi chóng vánh, sự thay đổi chóng vánh, sự thay đổi chóng vánh của thời cuộc, của thời cuộc. Thì cái này các bạn lại gắn với bối cảnh lịch sử xã hội vào cuối thế kỷ 19. Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 có những cái biến động ra làm sao, thay đổi như thế nào. Và cái sự thay đổi đấy khiến cho đời sống của chúng ta dường như đã bị xáo trộn vào một cái, dường như là một cái cú tác động rất là mạnh đến đời sống xã hội, đúng không nào? Thì các bạn chú ý cho chị phần này nhá. Đấy là sự thay đổi chóng vánh của thời cuộc, cái tốc độ bay nhanh của lá cũng khiến tác giả liên tưởng đến cái sự thay đổi chóng vánh của thời cuộc. Ở đây các bạn chú ý cho chị là xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 có những cái thay đổi như thế nào, có những cái đảo lộn ra làm sao. Thực dân Pháp xâm lược, triều đình nhà Nguyễn thì dường như đầu hàng, đời sống nhân dân bắt đầu có những cái sự thay đổi, xuất hiện của những tầng lớp và những giai cấp khác. Đó là những cái sự thay đổi chóng vánh của thời cuộc. Các bạn chú ý cho chị từ đấy nhá, chú ý cho chị từ vèo. Qua đây thì thể hiện sự thay đổi chóng vánh của thời cuộc. Ngoài ra thì các bạn lại chú ý cho chị tiếp, trong những câu thơ tiếp theo thì các bạn lại chú ý cho chị tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt. Trong câu thơ tiếp này thì các bạn chú ý cho chị từ lơ lửng. Các bạn chú ý cho chị từ lơ lửng nhá. Từ lơ lửng ở đây gợi cho các bạn một cái không gian làng quê rất là yên bình, đúng không? Gợi cho chúng ta một không gian làng quê rất là yên bình, nhẹ nhàng. Nhưng tầng mây lơ lửng, cái từ lơ lửng này còn gợi những cái cảm xúc, những cái tâm tư tình cảm như thế nào của nhân vật trữ tình. Nhân vật trữ tình ở đây sẽ có tâm trạng như thế nào? Các bạn đã có bao giờ rơi vào cái tâm trạng dường như là rất là chênh vênh, rất là nửa vời? Thì vậy cái từ lơ lửng này ở đây trong cái bài thơ này thì cũng sẽ có cái nét nghĩa, đó chính là cái sự chênh vênh, cái sự lơ lửng ở đây. Cái từ lơ lửng này còn gợi cho chúng ta cái cảm giác chênh vênh. Đó là cái sự chênh vênh và day dứt. Tại sao lại day dứt? Là bởi vì các bạn lại quay trở lại con đường quan lộ của nhân vật Nguyễn Khuyến. Nguyễn Khuyến sau hơn 10 năm làm quan thì Nguyễn Khuyến đã quay trở về quê để dạy học, sống cuộc đời thanh bạch với cái cốt cách thanh cao và không vướng bận đến cuộc đời thế sự ngoài kia. Thế nhưng với một tấm lòng yêu nước thương dân, liệu thử hỏi rằng là Nguyễn Khuyến có bỏ mặc cái thế sự, có bỏ mặc được cái cuộc đời ngoài kia vần xoay như thế nào hay không? Nguyễn Khuyến nói là Nguyễn Khuyến không tham gia vào thế sự, không tham gia vào bất cứ một cái cuộc không tham gia vào cái sự vần xoay ngoài kia. Nhưng tâm trạng của một cái người yêu nước thương dân như chúng mình đã tìm hiểu ở đầu ấy, thì chúng mình sẽ thấy được cái tâm trạng day dứt trong tâm trạng của nhân vật trữ tình, rằng là cuộc đời thế sự vần xoay với những cái thay đổi như thế này thì bản thân mình là một người yêu nước thương dân chắc chắn là sẽ có xuất hiện những cái tâm trạng day dứt. Day dứt vì sao? Day dứt vì không ra để giúp sức giúp đời. Tại không phải là không muốn ra, mà cái cuộc đời vần xoay, cái cuộc đời thế sự ngoài kia nó thay đổi chóng vánh đến cái mức mà
đến cái mức mà nhân vật trữ tình, cái những nhà nho về về quê ẩn dật sống một đời thanh cao, dường như là muốn làm gì đấy nhưng không làm được. Chính vì thế mà tâm trạng của họ sẽ vô cùng là day dứt. Các em ơi, các em đã hiểu cái tâm trạng của nhân vật trữ tình ở đây chưa nào? À, muốn giúp sức giúp đời, muốn ra sức để giúp đỡ cuộc đời, giúp đỡ nhân dân, nhưng lại không cho phép và dường như không làm được bất kể một cái điều gì hết. Thế nên à, cái tầng mây lơ lửng đấy cũng dường như là cái tâm trạng tranh vênh day dứt của nhân vật trữ tình khi rơi vào cái trạng thái yêu nước thương dân, muốn làm mà không làm được. À, đấy là cái tâm trạng. Qua những cái từ ngữ này, qua những cái hình ảnh làng quê này thì chúng mình cũng sẽ thấy được cái tâm trạng bên trong của nhân vật trữ tình ẩn chứa sau cái bức tranh này. Được chưa nào? Rồi, các bạn còn chú ý cho chị tiếp ở một câu nữa, đó là ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Các bạn chú ý cho chị cụm từ vắng teo. Các bạn chú ý cho chị vắng teo nhá. Nếu như trong bài thơ Tự tình của Hồ Xuân Hương, cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác cô đơn một mình thì chúng mình sẽ được thể hiện qua từ cho. Tuy nhiên, trong bài này cũng cái từ vắng teo này, Nguyễn Khuyến không sử dụng từ chơ để thể hiện nỗi cô đơn nữa, mà ở đây Nguyễn Khuyến sử dụng cụm từ khách vắng teo, tức là không có một cái bóng người nào. Cái ngõ trúc này đã quanh co, đã uẩn khuất là thế, lại không xuất hiện bất cứ một bóng người nào, không có một cái khách nào, vắng teo thì gợi ở đây một không gian chiều sâu, một không gian quen thuộc của làng quê. Và ở đây vắng teo ở đây còn cho chúng ta thấy được cái sự cô đơn, cái sự cô đơn của nhân vật trữ tình. Đấy, các em thấy không? Qua những cái hình ảnh, qua những cái tín hiệu rất nhỏ như thế thôi, mặc dù là những cái tín hiệu và những cái hình ảnh này để miêu tả cái bức tranh phong cảnh của làng quê Việt Nam gắn với những hình ảnh quen thuộc như thế, tuy nhiên qua cái cách sử dụng từ ngữ, qua cách sử dụng hình ảnh, đó là vắng teo, đó là lơ lửng và đó là đưa vèo, thì qua những cái từ ngữ đấy thì đã có những cái tín hiệu. Ở đây chị sử dụng từ tín hiệu, sử dụng những tín hiệu cho thấy những cái tâm tư tình cảm cũng như là tâm trạng của nhân vật trữ tình, tâm trạng của nhân vật trữ tình ẩn sau cái bức tranh phong cảnh đấy. Được chưa nào? Vậy thì sau khi mà chúng mình phân tích được cái bức tranh phong cảnh làng quê Việt Nam vào mùa thu này rồi, thì chắc chắn rồi, không thể thiếu, đấy là các bạn cần phải chú ý cho chị, đấy chính là biện pháp tả cảnh ngụ tình. Tức là thông qua tả cảnh mùa thu thì nhân vật trữ tình bộc lộ những cái tâm trạng, những cái cảm xúc như thế nào. Đấy là tâm trạng cô đơn, khách vắng teo, cái tâm trạng cô đơn của nhân vật trữ tình trước thời cuộc. Đó là cái sự thay đổi chóng vánh của thời cuộc, khẽ đưa vèo. Và đó cũng là cái tâm trạng rất là tranh vênh, và đấy cũng là cái nỗi đau day dứt của một cái con người yêu nước thương dân, muốn giúp sức để giúp dân giúp đời, tuy nhiên lại bất lực và không làm được gì được. Đấy là những tín hiệu cho chúng ta thấy được cái tâm tư tình cảm và tâm trạng của nhân vật trữ tình ẩn sau bức tranh mùa thu. Vậy là đến đây các em đã hiểu chưa nào? Ở đây là bút pháp tả cảnh ngụ tình. Vậy thì ở đây có một cái phần kết luận cho cái 6 câu thơ này. Được chưa nào? Ở đây hơi bị thiếu giấy một chút, thì các bạn chú ý chị sẽ ghi cái phần kết luận ở đây nhé. Ở đây có một cái phần kết luận cho 6 câu thơ đầu. Đầu tiên rồi, chắc chắn thì chúng mình sẽ có một bức tranh của làng quê Việt Nam gắn với những cái hình ảnh, gắn với những hình ảnh rất là quen thuộc, được coi là hồn cốt của dân tộc, và thứ hai đó chính là tâm trạng của nhân vật trữ tình được hé lộ, tâm trạng nhân vật trữ tình được hé lộ thông qua bức tranh. Các bạn chú ý cho chị từ vèo, tốc độ bay của lá này. Các bạn chú ý cho chị từ lơ lửng của tầng mây, gợi cảm giác trông tranh, rồi gợi cho cái dây dứt muốn làm mà không thể làm được. Rồi các bạn chú ý cho chị
từ vắng teo. À, ba từ này à là những cái dấu hiệu, là những dấu hiệu thể hiện tâm trạng của nhân vật chuyện tình. Được chưa nào? À, những dấu hiệu đó. Vậy thì với 6 câu đầu thế này, các bạn chú ý cho chị hai ý chính. Thứ nhất là bức tranh phong cảnh và thứ hai là tâm trạng của nhân vật trữ tình. Và tâm trạng của nhân vật trữ tình như thế nào thì mình đã phân tích rất là cụ thể qua những cái tín hiệu, à lá đưa vèo, là tầng mây lơ lửng, là khách vắng teo. Ok không nào các em ơi? Với 6 câu thơ đầu này thì các bạn chú ý cho chị hai nội dung. Đây, các bạn chú ý cho chị hai nội dung. Đây là nội dung thứ nhất và đây là nội dung thứ hai. Được chưa nào? Các bạn chú ý cho chị phần đấy. Vừa phân tích được bức tranh của làng quê và qua cái bức tranh làng quê đấy thì còn bộc lộ những cái tâm tư tình cảm cũng như là tâm trạng của nhân vật trữ tình. Và đó chính là nội dung chính trong 6 câu thơ đầu này. Được chưa nào? Các em ơi, đến đây thì các em đã hiểu được cái bức tranh làng quê trong thơ của Nguyễn Khuyến và cũng như cái bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình và những cái tâm tư tình cảm của Nguyễn Khuyến ẩn sau cái bức tranh đấy chưa nào? Các em ơi, các em hiểu rồi thì các em comment cho chị nhá. Cả ok em hiểu rồi chị ạ, à, để chị nhận được cái sự phản hồi của các bạn. Rồi, à, đấy là 6 câu thơ đầu đấy chưa nào? Và bây giờ với 2 câu thơ cuối là chúng ta sẽ phân tích trực tiếp là tình thu, bức tranh mùa thu rồi, bây giờ là tình cảm. Đến 2 câu thơ cuối này với tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đất động dưới chân mèo. Với 2 câu thơ cuối này thì nhân vật trữ tình xuất hiện trực tiếp được chưa nào? Xuất hiện và bày tỏ cái tâm tư tình cảm một cách trực tiếp. Trước đấy đã bày tỏ rồi nhưng ẩn ý thôi. Nhưng với 2 câu thơ cuối này, tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đất động dưới chân mèo. À vậy với 2 câu thơ này, với sự xuất hiện trực tiếp của nhân vật trữ tình thì à, bức tranh cái tình thu này được thể hiện như thế nào? Thì chị sẽ xin phép chia sẻ với các bạn à, trong khóa học văn VIP của 2K5 nhá. Bởi vì trong cái thời lượng buổi phát của chúng mình thì chị sẽ không có quá nhiều thời gian để chúng mình cùng nhau chia sẻ. À, vậy thì bức bức tranh tình thu này chị sẽ dành thời gian để chia sẻ cho các bạn trong khóa học. Trong khóa học văn VIP cho các bạn 2K5. À, phần này chị sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn và kỹ hơn, trực tiếp và cụ thể hơn trong khóa học được chưa nào? À, chắc chắn rồi. Và bây giờ sẽ là bài tập cho các em. Đây là nhiệm vụ của bài 2 nhé. À, chị sẽ ghi sang đây. Đây là nhiệm vụ của bài tập 2. Và trong ngày hôm nay thì bởi vì chúng mình học từ thứ ba đến thứ năm, thế nên các em chỉ có một buổi là thứ tư để chúng mình làm bài tập thôi. Thế nên hôm nay chị sẽ cho các bạn nhiệm vụ luôn trong buổi học này, bởi vì chị sợ là sáng mai sẽ muộn mất. À, nhiệm vụ của bài tập số 2 như sau. Tức là các bạn sẽ có nhiệm vụ là tái hiện hoặc là em khắc họa, khắc họa lại bức tranh làng quê Việt Nam vào mùa thu. Được chưa nào? Các bạn sẽ tái hiện hoặc là khắc họa bức tranh làng quê Việt Nam vào mùa thu trong bài Thu điếu của Nguyễn Khuyến. À, các em dựa vào 6 câu thơ đầu mà chị em cùng đi phân tích với nhau với sự xuất hiện của những hình ảnh. À, thì bây giờ các bạn thử tái hiện lại cái bức tranh phong cảnh đấy. Nhưng có một cái điểm rất là đặc biệt để cho các bạn thấy rằng là nếu như chỉ là một cái bức tranh phong cảnh mùa thu không thì sẽ không thể toát được cái hồn cốt của bài. Mà quan trọng khi mà các bạn tái hiện được bức tranh đấy rồi, mà cái mà các bạn cần và cái các bạn hay ấy là các bạn thể hiện được cái tâm trạng, tâm trạng của cái nhân vật. À, tâm trạng nhân vật ở đây thì các bạn sẽ được thể hiện như thế nào thì có lẽ là cần đến sự sáng tạo của các em. Các em khắc họa cái sự cô đơn đấy như thế nào? À, khắc họa sự cô đơn qua cái ngõ vắng thì các em khắc họa cái sự day dứt ở những cái tầng mây và cái tốc độ bay của gió thì các bạn
thử xem, mình thử từ từ mình sẽ liên hệ các bộ môn nghệ thuật từ văn học sang đến hội họa xem như thế nào. Mình thử vẽ một cái bức tranh tái hiện lại bức tranh phong cảnh làng quê, nhưng mà trong cái bức tranh đấy lại ẩn chứa lại động những cái tâm tư tình cảm của nhân vật trữ tình, đó là những cái suy tư trăn trở, đấy là cái sự cô đơn cũng như là cái sự day dứt trong lòng của nhân vật trữ tình thông qua cái bức tranh đấy. Thì các bạn thử vẽ xem nhá, các em thử vẽ, thử khắc họa, thử tái hiện lại cái bức tranh đấy và xem rằng là xem bức tranh của bạn nào thể hiện được cái tâm trạng của nhân vật trữ tình. À, cái phần này là bạn nào mà viết người ấy, các bạn nào mà viết người kiểu như là thể hiện cái hồn cốt thì sẽ thể hiện rất rõ. Còn nếu như bạn nào mà không biết vẽ mà viết như chị như thế này ấy, thì chị nghĩ là bức tranh thật sự là không có hồn và sẽ bị loại ngay. À, vậy thì ở đây chị rất là mong nhận được cái bức tranh của các bạn mà thể hiện được cái tâm trạng của nhân vật. Nhìn vào bức tranh thì chúng ta thấy ngay được cái sự cô đơn, nhìn vào cái bức tranh thì chúng ta nhìn thấy ngay được cái sự day dứt của nhân vật trữ tình. Và đấy là cái điều chị mong muốn mà các bạn có thể sáng tạo trong cái bức tranh của mình. Và nhớ nhá, tái hiện và khắc họa bức tranh làng quê Việt Nam này thì các bạn chú ý là trong từng câu chữ, trong từng hình ảnh thì các bạn cần phải có những cái hình ảnh xuất hiện trong bài, đừng có để thiếu nhá. À, hình ảnh chiếc thuyền này, hình ảnh sóng này, hình ảnh lá này, rồi hình ảnh ao thu này, tất cả mọi thứ. Và hình ảnh ao thu đây là phải nước, là phải trong veo, là phải soi thấy đáy. À, thì các bạn phải khắc họa làm sao, tái hiện làm sao thể hiện rõ nét nhất nhá. Và thời gian để các bạn làm cái nhiệm vụ bài tập số 2 này thì chị sẽ để là 24 giờ ngày thứ tư. Các em nhá, 24 giờ ngày thứ tư thì các bạn sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ bài tập này. À, và cũng như bài tập 1 thì các em cũng sẽ đăng lên trang cá nhân. Thì các bạn có thể đăng Facebook hoặc là Insta đều được. Các bạn có thể đăng là Facebook hoặc trên Instagram. À, các bạn nếu như bạn nào thích chơi Facebook thì các bạn đăng Facebook, còn nếu như bạn nào chơi Insta nhiều hơn thì các bạn có thể đăng Instagram. Cái phần này thì chị không giới hạn các em. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ kèm theo hashtag cho chị, đấy là học văn lớp 11 miễn phí. Và thêm nữa là học văn chị Hiên, được chưa nào? Rồi sau đó các bạn cũng sẽ chụp ảnh và gửi về page cho chị. Chụp ảnh sau đó các bạn gửi về page. Và chắc chắn rồi, có một điều, và các bạn sẽ cùng nhau chia sẻ. Sau khi các bạn làm xong tất cả các bước này thì các em sẽ chia sẻ cái bài viết của mình, cái bài làm của mình lên group chung của chúng mình. À, để chúng mình cùng nhau nhận xét, để chúng mình sẽ cùng nhau xem được rằng là từ văn học đến hội họa thì sẽ như thế nào, xem cái sự sáng tạo và cái sự thể hiện của bản thân mình đến đâu nhá các em nhá. Cái phần này chị rất là khuyến khích bạn nào mà làm xong thì đăng lên, mà xong thì chị sẽ duyệt bài, thì để chúng mình sẽ cùng nhau quan sát cái bức tranh phong cảnh đấy xem như thế nào nhá. Các bạn thử đi, các em thử làm đi thì các em sẽ thấy là nói chung văn học này, hội họa này, âm nhạc, điêu khắc, tất cả các loại hình nghệ thuật, thậm chí là phim ảnh, nó đều có một cái mối quan hệ với nhau. Và chắc chắn rồi, và có mối quan hệ đó chính là xuất phát ở đây. Đây là loại hình này, văn học này, đây là hội họa này, đây là âm nhạc này, đây là điêu khắc này, rồi đây là phim này. Thì trong tất cả các loại hình nghệ thuật này đều có những cái mối quan hệ mật thiết với nhau, và nó đều xoay quanh cuộc sống của con người. À, văn học phản ánh cuộc sống con người đúng không nào? Hội họa cũng sẽ phản ánh cuộc sống của con người. Rồi âm nhạc có không? Âm nhạc phản ánh những cái tâm tư tình cảm, những cái đời sống đúng không? Rồi làm sao? Điêu khắc có không? Có đúng không? Những cái bức tượng rất là nổi tiếng, bức tượng David hay như thế nào đấy, nó đều phản ánh, đấy là cái con người thời phục hưng như thế nào thì nó đều được phản ánh. Thì tất cả, rồi phim ảnh thì các bạn thấy đấy, chắc chắn rồi sẽ phải lấy bối cảnh, đều lấy bối cảnh hoặc là đều lấy chất liệu từ cuộc sống. Các bạn xem phim cổ trang hay xem phim hiện đại hay xem phim phung đấu thì tất cả mọi thứ, diễn hy công lược hay tất cả vân vân và vân vân thì đều bắt nguồn từ cuộc sống con người, đều bắt nguồn từ xã hội. À, vậy thì văn học và những cái loại hình nghệ thuật khác nó đều có mối quan hệ với nhau. À, nó đều được chuyển thể như thế này. À, các bạn thấy đấy, thì nó đều có một mối quan hệ bắt nguồn sâu xa, đó chính là cuộc sống của con người. À, đó là văn học, nó phản ánh, nó phản chiếu lẫn nhau.
Vậy thì với bài tập này thì các bạn thử xem với văn học và bộ hội họa thì các bạn sẽ làm như thế nào? Với những gì mà chúng mình học, chúng mình được học trong 6 câu đầu của bài Thu Điếu đã được thể hiện như thế nào? Bức tranh làng quê được thể hiện qua ngôn từ ra làm sao? Thì bây giờ đi vào hội họa, đi vào những cái bức tranh của các em, thì cái bức tranh làng quê đấy nó còn giữ được cái hồn cốt, còn giữ được cái phong cách hay không? Thì các bạn thử viết nhé, các em thử làm, thử vẽ ra xem như thế nào. Với những cái hình ảnh như thế thì chúng mình thử sắp xếp bố cục này, chúng mình thử bày trí ra làm sao, tô màu như thế nào để thể hiện được cái hồn cốt của dân tộc. Rồi, các bạn chú ý nhé, các bạn thử làm nhé. Và sau đấy thì các em so sánh xem rằng là cái bức tranh của mình với 6 câu thơ đầu đấy đã có sự giống nhau chưa, rồi đã đáp ứng được bao nhiêu phần trăm rồi. Vậy thì các bạn chúng mình thử làm nhé, hãy thực hiện nhiệm vụ số 2 cùng với chị được không nào? Vậy thì với thời gian không cho phép nữa thì buổi học của chúng mình sẽ kết thúc ở đây, được chưa nào? Và cuối cùng chắc chắn với quy định của lớp học thì chị xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã tham gia vào buổi học ngày hôm nay cùng với chị. Chị cảm ơn các em nhé, chị cảm ơn các em rất là nhiều đã tham gia buổi học ngày hôm nay và cũng tham gia một cách rất là tích cực, phát biểu và đóng góp ý kiến để chúng mình cùng nhau học tốt hơn, được không nào? Và bây giờ chắc chắn cuối cùng rồi thì chị mong là các bạn sẽ gửi lời cảm ơn đến chị và của các em ngày hôm nay đã ngồi đây từ 9 giờ cho đến 10 giờ 40 phút để cùng chị chia sẻ những cái câu chuyện và cũng chia sẻ những kiến thức trong bài Thu Điếu của Nguyễn Khuyến nhé. Chị cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em vào thứ năm. Và thứ năm thì không biết là chúng mình sẽ học bài gì nhỉ? Để chị xem trong sách giáo khoa thì thứ năm chúng mình sẽ học bài gì nhé. Thứ năm chúng mình học bài Thương Vợ các em ạ. Em chú ý nhá, thứ năm chúng mình sẽ học Thương Vợ và cũng như tất cả các bài thôi, các em cũng sẽ đọc trước cho chị từ phần tiểu dẫn cho đến phần yêu cầu cần đạt để chúng mình có một cái nhìn khái quát về bài học, được chưa nào? Để bài học của chúng mình sẽ dễ dàng hơn, các em khi mà các em nghe giảng các em sẽ dễ hiểu hơn, được không nào? Nhưng mà các em ơi, hiện tại là chị đã không nhận được comment của các em ấy, không biết là do Facebook của chị đó khóa lại hay như thế nào mà chị đang không nhận được ấy. Rồi, lời cuối cùng thì lời cảm ơn chân thành đến các em đã tham gia buổi học ngày hôm nay với chị. Và hẹn gặp lại các em trong thứ 5 tuần sau. Bye bye!